Chương 1. Đừng bao giờ xem thường một người phụ nữ vừa bận rộn vừa xinh đẹp. Thay đổi bản thân, trở nên xinh đẹp là một quá trình dài kỳ, không thể đạt được kết quả sớm chiều. Bạn cần phải duy trì thói quen ăn uống, nghỉ ngơi, vận động và cảm xúc lành mạnh trong thời gian dài. Cũng cần phải tìm ra phong cách ăn mặc, trang điểm thực sự phù hợp với bản thân, mà mỗi bước đều bao gồm rất nhiều kiến thức, phương pháp luận, khả năng chấp hành và tự điều chỉnh. Phụ nữ giỏi không mẻ nheo khi kiếm tiền, không chần chừ khi tiêu tiền. Khi trò chuyện với một chị nọ là người lập kế hoạch sách ảnh có tên tuổi, tôi có hỏi rằng làm thế nào để vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, mông lung nhất, mệt mỏi nhất trong công việc. Chị ấy đã trả lời rất ngầu rằng trong ấn tượng của chị ấy dường như không có giai đoạn nào là khó khăn nhất, mông lung nhất, mệt mỏi nhất. Chị ấy nói thêm, bản thân chị luôn cố gắng để không bị chìm vào những suy nghĩ tủi thân, tự thương cảm. Bởi vậy chị không hay nghĩ tôi vất vả biết mấy, tôi nỗ lực biết mấy. Như vậy sẽ khiến sức lực di chuyển từ công việc sang cảm xúc, cuối cùng có khi sẽ làm hỏng cả công việc lẫn cảm xúc. Vấn đề chị nghĩ đến nhiều nhất là độc giả cần gì, còn mình có thể cho họ những gì. Chị luôn dành thời gian làm tốt công tác chuẩn bị, ví dụ như lên sàn giao dịch điện tử, tìm đọc hàng vạn đến hàng trăm nghìn lời bình luận về các quyển sách cùng thể loại, vạch ra những điểm quan trọng cho cuốn sách tiếp theo. Khi cảm thấy tinh thần và cơ thể mệt mỏi, chị sẽ đi ngủ lấy sức. Sau khi làm xong việc mới thưởng cho bản thân thật hào phóng, từ phần tiền thưởng được rút ra một cách hợp lý. Thực ra, tôi có thể tưởng tượng ra một khối lượng công việc đổ sộ trong đó. Nhưng chị kể chuyện rất lý tính, khách quan, bình tĩnh, câu từ và ngữ khí không chút sốt sắng, như thể đang kể lại chuyện của người khác, chứ không phải chuyện bản thân đã vật lộn như thế nào. Lần nói chuyện đó khiến tôi rất xúc động. Điều tôi đặc biệt khâm phục ở chị là khi làm việc kiếm tiền, chị không vì tủi thân hay tự thương cảm mà mẻ nheo. Khi tiêu tiền không vì suy nghĩ không nỡ, do dự mà chần chừ. Tôi thấy trên danh sách bạn bè có người đăng ảnh bản thân đang dựa đầu vào cửa kính xoe buýt, hoặc được viết dòng trạng thái than thở bản thân đang đến kỳ kinh nguyệt, đau họng khó chịu mà vẫn phải làm việc. Tôi đoán những người xem các bài đăng này có thể được phân thành các nhóm sau. Nhưng nên phân nhóm như thế nào đây? Nếu nhóm phụ huynh xem được, phụ huynh thấy con gái mình vất vả đến mức cả ngày dầm mưa dãi nắng, mang bệnh đi làm, liệu có thương con đến mức bắt con về quê không? Nếu nhóm đồng nghiệp xem được, lãnh đạo ngoài miệng nói bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, trong lòng lại nghĩ đến hiệu suất công việc của bạn. Đồng nghiệp thấy bạn hết mình làm việc như vậy, sẽ nghĩ bạn muốn khỏe công. Nếu nhóm bạn bè xem được, bạn bè ở Bắc Kinh, Thâm Quyến, Hàng Châu, nghĩ buổi tối làm việc đến 8-9 giờ cũng là chuyện bình thường thôi mà, không biết nên so bì nỗi khổ hay nên thấy được an ủi. Khi trò chuyện với mấy cô bạn, tôi thấy từng câu từng chữ của họ đều toát lên sự mẻ nheo. Câu cửa miệng của họ là công việc bận bịu, bằng chứng là những bức ảnh chụp mắt thâm quầng vì tăng ca và đau ốm do chạy tiến độ được họ đăng tải lên danh sách bạn bè, chứ không phải hiệu suất công việc thực tế hay thành tích nhỏ của từng giai đoạn. Dù là lúc nghỉ lễ đi du lịch, họ cũng luôn để tâm đến tình hình bận rộn trong nhóm công việc. Có điện thoại công việc gọi đến thì than phiền phức, nhưng không có thì đi chơi lại không yên tâm, vừa thất vọng vừa lo lắng, hụt hẫng vì công việc thiếu mình cũng vẫn có thể vận hành được bình thường. Tự an ủi, đừng quá đề cao bản thân. Tôi thấy rằng thực ra rất nhiều vấn đề cuộc sống nảy sinh từ chuyện kiếm tiền, nhưng phải đợi đến khi tiêu tiền mới phát hiện ra. Có những người bình thường mua đồ cứ chăm chăm so bì giá cả khắp nơi, lựa đi chọn lại, đợi cửa hàng giảm giá, mua về lại không vừa ý, lại tốn thêm thời gian bứt rứt, có nên đổi trả hàng hay không? Có những người đi du lịch chọn ở khách sạn, cảm thấy môi trường khách sạn kém, phòng bé, muốn thêm tiền để ở trốn thoải mái hơn. Nhưng ở khách sạn tốt lại tốn nhiều tiền quá, ở khách sạn bình thường lại tủi thân, bản thân chỉ xứng với cuộc sống như vậy. Kiểu chần chừ như này chỉ khiến con người ta càng thêm lo nghĩ. Theo như tôi quan sát, người ta hay cằn nhằn lúc kiếm tiền và người hay chần chừ khi tiêu tiền rất có khả năng thuộc cùng một kiểu người. Người hay than mệt khi làm việc
và người hay than nghèo cũng có khả năng cao thuộc cùng một kiểu người. Còn những người sống rất thư thái, chắc chắn họ rất hết mình lúc kiếm tiền, tận hưởng lúc tiêu tiền. 3. Khi mới đi làm, tôi cũng từng rơi vào vòng lặp ác tính, khi kiếm tiền thì mè nheo, khi tiêu tiền thì chần chừ. Có một lần tôi đi Quảng Châu gặp hai người bạn cấp 3, lúc ăn cơm, tôi tự dưng kể đi làm bận rộn, mệt mỏi đến mức nào. Có hai đồng nghiệp cùng bộ phận nghỉ thai sản, tôi còn phải phân thân ra để phụ trách công việc của họ. Hai người bạn cấp 3 kia của tôi chỉ cười không nói. Khoảnh khắc đó, tôi mới tỉnh ngộ, hai người họ làm trong ngành tài chính, cường độ công việc cao hơn tôi rất nhiều, mà quanh họ đều là những người có cường độ công việc như vậy. Nên họ thả ăn bữa ngon rồi đi ngủ một giấc tròn, còn hơn đi ganh tị với người khác, hao tâm tổn sức, ảnh hưởng tâm lý. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra bản thân thật quá mẻ nheo. Tôi dần phát hiện ra mẻ nheo trong công việc không chỉ không có tác dụng mà còn dễ khiến ta cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối. Trong công việc, thay vì mẻ nheo, hãy dành thời gian làm những việc có tính xây dựng. Sau khi về đến công ty, tôi tiến hành lượng hóa công việc, thuyết phục lãnh đạo cử thêm người. Cuối cùng lãnh đạo đã điều lập trình viên ở tổng bộ xuống phối hợp cùng tôi vượt qua khó khăn. Mẻ nheo là một dạng tự lừa dối, khuếch đại sự vất vả và nỗ lực của bản thân, làm giảm sự nhiệt tình với công việc, từ đó sinh ra sự bất mãn với thành quả công việc. Nhiều khi bạn càng mẻ nheo, càng làm việc không tốt. Một người nổi tiếng trên mạng xã hội mà tôi từng thích có một thời gian suốt ngày than vãn sản phẩm của mình làm ra tốn công tốn sức đến nhường nào. Làm việc thâu đêm suốt sáng, rối loạn giờ giấc ăn uống. Tôi thương cô ấy quá nên mua quần áo cô ấy bán. Kết quả là mặc thử một lần xong vứt xó vì chất lượng vải không đủ tốt, đường kim mũi chỉ cũng không đẹp, chỗ nào cũng có chỉ thừa. Xem lại thông tin sản phẩm thấy lượng mua và bình luận cũng đều không tốt lắm. Do đó, tôi rất muốn gửi đến người nổi tiếng trên mạng xã hội đó một câu: muốn phát triển lâu dài thì không nên dựa vào mẻ nheo văn vở, trước tiên phải làm việc cho tốt đã. Hơn nữa, mẻ nheo còn khiến bạn phải tốn thêm tiền bồi thường sản phẩm. Như người dẫn chương trình, Mã Đồng từng nói, lúc tâm trạng đang tốt, trong tay bạn còn lại được bao nhiêu tiền thì đó mới là thu nhập thực sự của bạn. Nếu bạn thấy khách hàng khó tính, công việc ngập đầu, tâm trạng không tốt, phải tìm người uống rượu cùng, hát hò mới có thể giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Vậy thì thu nhập thực tế của bạn thấp hơn nhiều so với lượng mà bạn nhận được, bởi còn phải trừ đi khoản bạn tiêu vào việc uống rượu cả hát. Suốt ngày mẻ nheo không chỉ khiến người khác thấy phản cảm, ngay đến bản thân cũng sẽ không còn xem trọng chính mình. Bạn muốn sống cuộc sống như thế nào thì phải bỏ ra nỗ lực tương ứng. Thực ra, sau khi so sánh, rõ ràng chỉ là một chuyện còn con, chẳng khó khăn gì mà bạn cứ cố tỏ ra cái vẻ ấm ức như thể phải ngậm đắng nuốt cay, đợi người khác đến bên an ủi, đồng cảm. Bạn phải biết ai cũng vất vả, ai cũng bận bịu. Trạng thái bình thường của công việc chính là không ngừng giải quyết phiền toái. Nếu cơ thể thực sự không cố được nữa, thì hãy đổi sang công việc khác. Bạn càng muốn trưởng thành, càng phải học cách sống một cuộc sống không có kẻ ngoài cuộc. 4. Trong một video phỏng vấn nọ có nói, thế hệ 9X dần trở thành lực lượng tiêu dùng chính của xã hội. Xã hội thường có ấn tượng dập khuôn rằng người trẻ hoang phí, tiêu tiền bừa bãi. Nhưng một anh chàng sinh năm 95 nọ cho rằng nếu kiếm được nhiều tiền thì không thể coi là tiêu tiền bừa bãi được. Anh cho rằng không cần đem đồ đắt tiền ra để chứng minh bản thân, cũng không cần chần chừ đồ đó có đắt hay không. Đừng để nội tâm mọi người nghĩ mình tiêu tiền như nào. Khi mua sắm quan trọng là xem mình có thích hay không. Thực ra mọi người đều không thích trạng thái chần chừ khi mua sắm của chính mình. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu một người muốn thoát khỏi vòng lặp luẩn quẩn, kiếm tiền thì mẻ nheo, tiêu tiền thì chần chừ, lối thoát chính là ở bước không mẻ nheo khi kiếm tiền. Quan trọng hơn thầy là bạn đem tất cả thời gian mẻ nheo dùng vào chăm chỉ làm việc. Trên mạng có một chủ đề bàn luận như sau: cuộc sống của người không mẻ nheo sẽ thế nào? Tài khoản có tên là Yanf nói rằng, khi có vấn đề gì hãng giải quyết, vấn đề chưa tới thì đừng tự chuốc lấy phiền não, xài thì sửa, mọi việc tạm thời thuận lợi nên cảm thấy biết ơn, không lo lắng, không sợ hãi, không trốn tránh, không trách móc, có gì nói nấy, không có việc gì thì đừng nhiều lời. Xung quanh tôi có những cao thủ kiếm tiền như vậy, họ luôn có thể chung sống hòa thuận với những trắc trở trong công việc,
họ hiểu rõ rằng bản thân công việc được cấu thành từ rất nhiều phiền toái, nhưng họ rất lạc quan. Không vì đau thương mà tủi thân tự trách, không vì lòng trống trải mà kiêu căng ra vẻ, họ cũng biết đào sâu tìm kiếm, khoách đại niềm vui và cảm giác thành tựu từ những khó khăn mệt mỏi. Tôi nghĩ chúng ta nên tự giảm bớt thời gian tự tủi thân, tự thương hại, thay vào đó hãy dốc sức mà kiếm tiền. Khi tiêu tiền thì nên tiết kiệm phần sức lực cùng thời gian so đo mặc cả, mua rồi thì đừng hối hận, mà nên tự tìm kiếm niềm vui trong đó. Hỡi các bạn, hãy củng cố tinh thần trước khi cuộc sống trở nên rất khó khăn, hãy để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn xinh đẹp như vậy, đừng thua vì tư thế xấu. 1. Có một tòa thương mại mới mở ở khu trung tâm thành phố. Tôi cùng bạn bè hẹn nhau đi lượn lờ, tình cờ đi qua một cơ sở huấn luyện thể hình và tài năng nghệ thuật cho trẻ em. Tôi ngó vào cửa xem, bên trong có một tấm gương to, một nhóm các em nhỏ đứng xếp hàng ngay ngắn, mắt nhìn về phía trước, miệng ngậm cây đũa, có mấy em còn kẹp quyển sách giữa hai đầu gối. Giáo viên lần lượt chỉnh tư thế, lúc thì vỗ vào lưng, lúc thì đè vai, lúc thì ấn cằm các em xuống. Tôi không khỏi ngạc nhiên, bây giờ đến hình thể và tư thế cũng đều được dạy từ nhỏ ư? Bạn tôi hồi tưởng lại tình cảnh lúc tập múa. Cô ấy bắt đầu học múa từ nhỏ, học được hơn 10 năm, khi luyện tư thế phải đứng thẳng trước gương, ưỡn ngực hóp bụng, miệng mỉm cười, đứng liền mấy tiếng đồng hồ. Giờ đây tuy cô ấy đã nhiều năm không còn múa nữa, nhưng khí chất vẫn ngút trời. Tôi đi cạnh cô ấy, luôn ưỡn ngực thẳng lưng, để ý từng cử chỉ một cách vô thức. Tôi nhờ cô ấy dạy cho tôi bí quyết duy trì tư thế đúng. Cô ấy bảo tôi rằng, thẳng lưng, hạ vai. Cô ấy giải thích thêm, đừng coi thường bốn chữ khẩu quyết này. Dướn lưng lên trên, hạ vai xuống dưới. Cơ thể sẽ cảm nhận được hai luồng lực hướng lên và hướng xuống, đối ngược nhau. Đến khi đã quen rồi, mọi động tác khác đều trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều. 2. Với một cô gái, tư thế đẹp quan trọng đến mức nào? Có một lần tôi theo đoàn du lịch Thái Lan, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã chú ý đến một cô gái xinh đẹp trong đoàn. Thân hình cô ấy cao ráo, phong thái trang nhã. Trên máy bay, ánh mắt tôi chốc chốc lại hướng về phía cô ấy. Bởi trong cuộc sống thường ngày, tôi ít khi được nhìn thấy người nào có tướng đứng, tướng ngồi, tướng đi, tướng ăn đều đẹp như vậy. Khi dùng bữa trên máy bay, cô ấy ngồi rất thẳng lưng, hai vai mở rộng. Cảnh tượng này thậm chí khiến tôi nghi ngờ, không biết cô ấy đang dùng bữa trên máy bay hay đang thưởng tiệc. Trong thời gian du ngoạn, tôi cầm điện thoại chụp xung quanh, có mấy bức hình vô tình có bóng dáng của cô ấy. Người có tư thế đẹp bất luận ở đâu cũng đều thu hút ánh nhìn. Cho dù cô ấy chỉ xuất hiện ở phần nền của những bức ảnh, cũng khiến tôi bất giác phóng to ảnh lên để ngắm nhìn. Trước khi tôi tổ chức tiệc cưới, mẹ tôi có đặt may một chiếc sườn xám màu đỏ. Thợ may già vừa đo vừa hỏi mẹ tôi bình thường tư thế đi, đứng, ngồi như thế nào. Thợ may già đó nói với mẹ tôi rằng quần áo may theo số đo sẽ hơi rộng một chút, bởi khi được đo, mọi người thường sẽ cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng lúc thường cơ thể lại co rúm lại. Muốn mặc quần áo lên trông đẹp nhất, phải giữ tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực, hai vai mở rộng như lúc đo quần áo. Một bộ quần áo tầm thường hoặc tầm trung khoác lên mình một người có thân hình cân đối, có tư thế đẹp sẽ cho hiệu quả thẩm mỹ cao hơn và cảm giác sang trọng hơn là so với một bộ quần áo cao cấp khoác trên mình một người không chú trọng thân hình và tư thế. Bởi vậy, ngay đến nhà thiết kế thời trang bậc thầy Yamamoto Yohi cũng từng nói, tại sao không tạo ra một thân hình đẹp, rèn luyện tư thế đẹp trước rồi mới mặc những bộ quần áo này? Chú thích: Yamamoto Yohi, sinh năm 1943, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Nhật Bản. Hết chú thích. Tôi thực lòng khâm phục những cô gái có hình thể đẹp qua vẻ bề ngoài. Họ khiến mọi người cảm thấy vui thích vừa mắt, mặc gì cũng đẹp. Nhưng xét từ bản chất, thần thái hiên ngang đó được truyền từ đời sống tinh thần đầy sức sống của họ đến toàn bộ khung xương cơ thể. Vài năm trước, một nhóm chuyên mục truyền hình đến công ty tôi ghi hình, nội dung chương trình cần một người lên hình, nhưng tôi lại bị sếp cho làm nền. Về sau, tôi cứ mong chờ chương trình lên sóng, còn cầm điện thoại quay lại chương trình. Tôi đỏ mặt xem kỹ hết lần này đến lần khác,
thấy hình ảnh tôi trên màn hình thật xấu xí, biểu cảm cũng rất kỳ quặc, trong lòng nặng trĩu. May là thời lượng lên hình ngắn, thân hình tôi tầm thường nhưng ống kính máy quay khoách đại những khuyết điểm của tôi. Trước khi ghi hình, tôi cật lực tự nhủ, tư thế về cơ bản là kiểm soát được nhưng biểu cảm quá gượng gạo. Vì ngay một việc rất đơn giản là giữ tư thế đã chiếm trọn sự chú ý của tôi rồi, mà lúc đó tôi rất hồi hộp, lại còn phải ghi nhớ quy trình và vị trí các bước, cho nên cả người trông có vẻ rất cứng nhắc. Kể từ lần đó, tôi nhận ra rằng chỉ khi lúc bình thường cũng chú ý tư thế, tập trung chỉnh sửa những tư thế sai thì mới có thể khiến tư thế đẹp trở thành khí chất độc đáo của bản thân. Lời nói cử chỉ mới thêm phần hài hòa, phóng khoáng. Do vậy, tôi đưa luyện tập tư thế vào lịch trình hàng ngày. 4. Nửa đầu năm ngoái, tôi đi học lớp luyện tập tư thế. Sau khi trò chuyện với cô giáo có tư thế xuất chúng mà cùng đoàn du lịch Thái Lan, tôi được biết cô ấy ngày xưa từng làm người mẫu, bây giờ là giáo viên thể hình. Theo lời giới thiệu, tôi báo danh tham gia một lớp huấn luyện tư thế khác của trung tâm cô ấy. Giáo viên lớp tôi trước kia cũng là người mẫu. Mỗi lần lên lớp, tôi quan sát cô giáo thị phạm đi catwalk một cách thích thú. Bước đi rất ngắn, dừng nghỉ dứt khoát, gọn gàng thanh thoát, tỏa ra hào quang rực rỡ. Quy trình mỗi buổi học tư thế của chúng tôi như sau. 1. Đứng dựa vào tường. Dựa lưng vào tường, đứng thẳng, hai chân khép lại, gáy, hai vai, mông, bắp tay đều chạm vào tường. Đứng như vậy 10 phút, không dễ dàng chút nào cả. 2. Ép chân ép vai. Theo nhịp vỗ tay của cô giáo, chúng tôi đặt một chân lên thanh xà, lần lượt ép thẳng và ép bên. Sau đó đặt hai tay lên thanh xà, hạ vai lưng xuống thấp nhất có thể để cho vai được mở rộng nhất. 3. Huấn luyện cơ bản. Tách đi bộ thành động tác thân trên và thân dưới. Thân trên chủ yếu luyện đưa khí lên trên, đưa luồng khí hít đến nút khuy áo thứ hai, ưỡn ngực, hóp bụng. Thân dưới chủ yếu tập chuyển động của đầu gối, nắn chỉnh chân vòng kiềng, chân chữ bát. 4. Luyện tập kết hợp bước đi. Các học viên xếp hàng bắt đầu đi catwalk một cách chính thức. Giáo viên sẽ ở bên cạnh chỉ ra lỗi sai của từng người. Sau nửa năm luyện tập, nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, tôi phát hiện ra tư thế của bản thân rất có vấn đề. Sau khi chỉnh sửa những vấn đề này, cộng với sự chú tâm, tư thế của tôi được cải thiện rõ rệt. Nửa cuối năm, tôi lại đi học lớp yoga. Mỗi lần học yoga, tôi lại bị giáo viên tẩy não bằng câu hạ thấp vai xuống, để vai cách xa hai tai. Về sau, câu nói này luôn vang vọng bên tai mỗi khi tôi đứng thẳng hay bước đi. Trong thời gian dịch bệnh, chúng tôi học trực tuyến trên màn hình hiển thị động tác mẫu của giáo viên. Góc nhỏ phía dưới bên phải hiển thị động tác của bản thân. Trong lúc thực hiện động tác yoga, chỉ cần tôi hơi dùng lực một chút là rất dễ bị so vai, cong lưng. Giáo viên thường xuyên nhắc nhở chúng tôi xoay tay về đúng ổ khớp. Nếu không có sự nhắc nhở của giáo viên, tự bản thân chúng tôi rất khó tự nhận ra. Đối với trường hợp của mình, tôi thấy điểm mấu chốt của việc luyện tập tư thế chính là hạ vai. Chỉ cần hai vai hạ thấp xuống, cổ sẽ trông dài ra, xương quai xanh sẽ thành một đường thẳng rất đẹp. Nếu kiên trì hạ vai một thời gian, lưng sẽ mỏng dần, cổ gáy sẽ gầy và dài. Khi theo học lớp hình thể hoặc yoga, giáo viên sẽ tận tình chỉ dạy cho bạn, chỉ ra những vấn đề ở bạn, như vậy cũng khiến việc luyện tập tư thế của bạn thành công một nửa. Đương nhiên, bạn cũng có thể ở nhà xem và tập theo video hướng dẫn. Sau khi nắm được tư thế chuẩn xác, tiếp theo chỉ cần kiên trì luyện tập lâu dài trong cuộc sống thường ngày. Theo tôi thấy, chỉ dựa vào mấy buổi học đã muốn thay đổi hoàn toàn tư thế sai, bị tích lũy qua mấy chục năm là điều không tưởng. Một tư thế đúng và đẹp cần khoảng thời gian dài không ngừng tự nhắc nhở và chú ý, kiên trì tự giác cho đến khi hình thành trí nhớ cơ bắp, phản xạ có điều kiện, cảm giác vươn thẳng sẽ được thể hiện ra cả ở ngôn từ lẫn hành động của bạn. Muốn cải thiện hình thể và tư thế, bạn cần chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến dài hơi. Cải thiện ngay từ bây giờ, sửa sớm sẽ thành công sớm. Bạn đẹp như vậy, đừng để bị thua vì tư thế xấu. Khó mà giấu nổi niềm vui khi bản thân trở nên xinh đẹp. 1. Cô bạn thân thất tình nên tôi đến an ủi cô ấy. Cô ấy mở cửa cho tôi, mặc bộ đồ ngủ lếch thếch,
uể oải, không có tinh thần gì, môi trắng bệch, khí sắc rất tệ. Tôi bảo cô ấy cậu khóc đến nỗi hai mí sưng vù lên rồi. Cô ấy liền vào nhà vệ sinh soi gương, rửa mặt rồi ra hỏi tôi trông có đỡ hơn không. Tôi nói vẫn còn hơi sưng, liền tiện tay cầm máy mắt da mặt trên bàn trang điểm đưa cho cô ấy. Cô ấy bôi một lớp dày kem mắt lên quanh vùng mắt, sau đó dùng máy nhẹ nhàng mát xa quanh mắt. Mát xa xong vùng mắt, cô ấy tiện thể mát xa một lượt toàn bộ khuôn mặt. Tôi khen cô ấy trở nên xinh đẹp ngay tức thì, mắt cũng đỡ sưng đỏ hơn hẳn, cả khuôn mặt trông săn chắc hơn nhiều. Cô ấy cố giấu một nụ cười trên môi, nói rằng làm gì có. Tôi biết trong lòng cô ấy đang bảo tôi khen tiếp đi, đừng dừng lại, nên tôi thừa thế xông lên giục cô ấy mau mau trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc, thay đồ. Đợi cô ấy sửa soạn xong, tôi càng thêm mắm thêm muối, khen bộ đồ cô ấy mặc thật đẹp, xin cô ấy đường link mua bộ đồ đó, khen màu son của cô ấy tôn da và hỏi son màu gì. Hai đứa nói chuyện rất rôm rả. Phụ nữ khó mà giấu được niềm vui khi trở nên xinh đẹp. 2. Phụ nữ trở nên xinh đẹp, đây vốn là một chuyện đáng vui mừng. Có một bộ phim Nhật tên là Ngoại hình là trên hết. Phim tuy hơi khoa trương nhưng cốt truyện được thiết kế rất thú vị. Phòng thí nghiệm chế tạo giấy có 3 cô nghiên cứu viên. Họ khoác trên mình bộ áo blue rộng thùng thình, quê mùa, sống cuộc sống tự ti khép mình. Một công ty mỹ phẩm nọ dự định ứng dụng sợi nano carbon của phòng thí nghiệm chế tạo giấy vào trong sản phẩm kem nền mới của họ, nên đã mua lại phòng thí nghiệm này. 3 cô nghiên cứu viên trở thành nhân viên phát triển sản phẩm của công ty mỹ phẩm. Nhưng 3 cô nghiên cứu viên không chăm chút về bề ngoài. Dáng vẻ thiếu tự tin khiến họ bị loại khỏi dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm nòng cốt của công ty. Bởi vậy họ quyết định bắt đầu công cuộc thay đổi ngoại hình, từ chăm sóc da, tóc đến trang điểm, tạo kiểu tóc cho đến ăn mặc phối đồ. Họ đưa ra vấn đề, thu thập tin tức, so sánh nhận định rồi đưa ra kết luận, từ đó vận dụng vào công việc và cuộc sống. Khi nghiên cứu trang phục hở vai, họ có nhắc đến bài tập giúp xương quai xanh trở nên đẹp hơn. 1. Dùng ngón tay ấn nhẹ nhàng vào phía dưới xương quai xanh khoảng 10 lần. 2. Dùng ngón tay kẹp và kéo xương quai xanh lên trên. 3. Đặt tay lên vai, khuỷu tay giơ cao bằng vai, lần lượt xoay về trước, về sau 10 lần. 4. Bình thường phải để ý đến tư thế, những dịp đặc biệt còn phải dùng kỹ thuật trang điểm tạo xương quai xanh, tức là bôi dưỡng ẩm, sau đó phủ phấn, cuối cùng thêm phấn bắt sáng để tạo cảm giác ba chiều. Khi nghiên cứu dầu gội, họ có nhắc đến cách gội đầu giúp chất tóc trở nên mềm mượt. 1. Chải tóc nhẹ nhàng trước khi gội đầu. 2. Khi dùng dầu gội phải xả ướt tóc từ 3 đến 5 phút. Như vậy có thể xả trôi đi phần lớn chất bẩn trên tóc, cũng giúp chất bẩn trên da đầu được gội sạch dễ dàng hơn. 3. Không sử dụng dầu gội trực tiếp lên trên tóc, phải tạo bọt trên tay trước. 4. Dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng, không nên để dầu xả tiếp xúc với da đầu, phải đảm bảo dầu gội được xả sạch. Vào ngày mưa, những chiếc ô màu trắng, màu vàng có thể làm tôn da. Lúc chụp ảnh, khi bấm nút chụp hình thì hít một hơi bằng mũi sẽ giúp sống mũi cao hơn. Cuộc sống này đương nhiên không phải ngoại hình là trên hết, nhưng không thể phủ nhận những cô gái càng lớn càng xinh đẹp thật không dễ dàng gì, bởi họ cần có thẩm mỹ tốt, hiểu rõ bản thân cũng như luôn tìm kiếm thông tin, nghiên cứu tỉ mỉ, lựa chọn khôn ngoan, thực hành phương pháp và kiên trì sống kỷ luật. Từng bước một, hiểu rõ nội tâm, hành động nhất quán, như vậy mới có thể thay đổi được ngoại hình. Niềm vui sướng và sự tự tin này không thể giấu giếm, cũng không cần phải giấu giếm. 3. Tôi rất thích câu nói này. Tuy ngoại hình không đẹp, nhưng em có chiều sâu. Tôi có ngoại hình khiêm tốn, trước giờ chưa từng giấu giếm mong muốn khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Tôi có tật thích sưu tầm những quan niệm và phương pháp làm đẹp. Để có được nhiều nguồn tham khảo về phương diện này, tôi tìm tòi và chăm chỉ nghiên cứu không ít thông tin về dưỡng nhan, dưỡng sinh, thẩm mỹ y tế, thậm chí nghiên cứu những bí quyết làm đẹp của người thật việc thật hoặc người nổi tiếng. Khi xem phỏng vấn nghệ sĩ, vừa xem thấy họ nói về chủ đề chăm sóc sắc đẹp là tôi liền giỏng tai lên nghe.
Tôi còn thường xuyên xem những chương trình truyền hình hoặc phim tài liệu về làm đẹp. Sau đó tôi sẽ lưu lại những bài làm đẹp thu thập từ sách vở, tạp chí, truyền hình hoặc mạng internet vào trong sổ ghi chép hoặc điện thoại. Rảnh rảnh lại mở ra xem, thử làm theo. Khi đọc sách của một tác giả có nền tảng y học như Phùng Đường, tôi chép lại những đoạn có nội dung tương tự như: thầy giáo dạy đông y da rẻ trắng hồng, hơn 40 tuổi mà trông như mới hơn 20. Anh ấy liên tục nhấn mạnh, cho dù chúng ta chẳng ghi nhớ được gì, cũng nhất định phải nhớ rõ huyệt túc tam lý, tức huyệt gả mái. Mỗi ngày lúc rảnh, tự tay ấn tương đương với việc mỗi ngày ăn một con gà mái. Khi xem trang Weibo của một người luôn có trạng thái như Tôn Lệ, tôi sưu tầm được câu: mỗi khi mặt nổi mụn, tôi đều uống chút nước muối loãng vào buổi sáng, rất có hiệu quả. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ăn uống thanh đạm. Sau khi hấp thụ thông tin một cách thụ động, là đến giai đoạn sàng lọc, đặt câu hỏi: có căn cứ khoa học không? Và có phù hợp với bản thân không? Để làm tiền đề cho việc có tiếp tục thực hiện hay không. Trong xã hội hiện đại, thông tin về việc làm đẹp rất phức tạp, một số còn tồn tại quan hệ với lợi ích thương mại, một số phù hợp với người khác nhưng không phù hợp với bản thân. Vì vậy, chúng ta cần thu thập nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thực hành nhiều hơn và chọn phương pháp phù hợp với mình và kiên trì thực hiện. Chú thích: 1. Phùng Đường, sinh năm 1971, tên thật là Trương Hải Bằng, là tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà sưu tập cổ vật và đồ cổ Trung Quốc. 2. Huyệt túc tam lý có vị trí ở phía trước đầu gối. 3. Tôn Lệ, sinh năm 1983, nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Hết chú thích. Có người chưa bao giờ mua các sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu cao cấp, chưa từng dùng thuốc đặc trị để giảm cân, càng không mua combo mỹ phẩm y tế bao giờ, nhưng lại có thể trở nên xinh đẹp từ trong ra ngoài. Càng lớn tuổi, tôi càng không tin rằng việc sử dụng một bộ sản phẩm chăm sóc da hàng hiệu có thể khiến làn da của mình hồi xuân. Uống một loại trà giảm béo nổi tiếng trên mạng có thể khiến cơ thể trở nên thon gọn hơn. Hơn nữa, thẩm mỹ y tế có nhiều rủi ro, hãy cẩn trọng khi thử nghiệm. Nếu bạn không thích vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn, cũng không hiểu rõ về ngoại hình của bản thân, không có khả năng xác định trình độ của các cơ sở thẩm mỹ y tế mà lại mù quáng lựa chọn thẩm mỹ y tế, có thể không chỉ hủy hoại dung nhan mà còn hủy hoại con tim mình. Làm đẹp là một công cuộc lâu dài, không thể một sớm một chiều mà cần duy trì trong thời gian dài những thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, vận động và cảm xúc lành mạnh. Bạn cần tìm ra phong cách, khí chất, cách ăn mặc thực sự phù hợp với mình. Mỗi bước đều chứa đựng rất nhiều kiến thức, phương pháp luận, khả năng chấp hành và khả năng thay đổi. 4. Tôi đã từng phát động một chiến dịch thu thập thông tin trong khu vực bình luận của tài khoản công khai WeChat để thu thập kinh nghiệm làm đẹp của mọi người. Có người nói hàng ngày đều ngâm chân nước nóng, trước đây bị bệnh dạ dày nặng nhưng nay đỡ hẳn, chất lượng giấc ngủ và khả năng miễn dịch đều được cải thiện. Có người nói rằng sau khi học cao học, họ giữ chế độ ăn nhạt và ăn nhiều ngũ cốc hơn, tối dùng khoai tây tím thay cơm. Sau 2 năm kiên trì, mụn lưng cứng đầu nhiều năm đã biến mất. Có người nói rằng hàng ngày sau bữa ăn, họ đều đứng nửa tiếng rồi mới ngồi xuống. Một tháng giảm được 2,5 cân, rõ rệt nhất là ở phần bụng và mông. Có người nói rằng họ kiên trì tập yoga ít nhất 3 lần một tuần. Ngoài việc cải thiện hình thể, nội tâm cũng trở nên bình yên hơn. Có người nói rằng mỗi ngày trước khi ra ngoài, anh ta kéo ít nhất 50 lần dây cao su kháng lực, đi du lịch cũng mang dây kháng lực theo, các đường nét cơ thể ngày càng rõ nét hơn. Có người nói rằng họ có ý thức hóp bụng khi đi bộ và quan sát cơ thể mình mỗi khi nhìn thấy kính phản chiếu, nếu thấy chỗ nào không tốt thì sửa ngay. Có người làm theo video trên mạng, ngày nào cũng luyện tập bắp tay thiên nga, vai và gáy dần trở nên thon đẹp lên rất nhiều. Có người học và làm theo phương pháp đánh răng Pasteur, các vấn đề về răng miệng giảm đi rất nhiều. Có người khi ngồi sẽ dùng chân kẹp một tấm danh thiếp thật lâu, dáng chân càng ngày càng được cải thiện rõ rệt. Nhìn những dòng bình luận của mọi người, trước mắt tôi như hiện lên những nét mặt kiêu hãnh và tự tin. Đằng sau mỗi bình luận
là cả một lịch sử đấu tranh để trở nên xinh đẹp. Những từ khóa chẳng hạn như mỗi ngày, chăm chỉ, thường xuyên vốn không phải việc nhẹ nhàng, dễ dàng. Vì vậy mọi người đừng đánh giá thấp một cô gái ngày càng trở nên xinh đẹp. Mặc dù trong xã hội vẫn có câu nói mang đậm định kiến như cô gái xinh đẹp là bình hoa di động, chú ý đến ngoại hình là cúi đầu trước nam quyền, nhưng tôi thích tin vào cảm xúc của chính mình hơn. Dù sao khiến bản thân xinh đẹp hơn nhờ sống kỷ luật tự giác là tiến một bước gần hơn đến với niềm vui. Phụ nữ nên để tâm đến việc trở nên xinh đẹp và giỏi giang. Một ngày nọ, anh Khánh, cộng tác viên viết bài của tôi, tâm sự rằng do viết lách phải suy nghĩ quá nhiều, tóc bạc ngày càng nhiều. Thật trùng hợp tôi cũng vậy. Lúc trước tôi bị rụng tóc nhưng vẫn là tóc đen. Lúc đó tôi còn thắc mắc tại sao tóc bạc lại mọc chắc chắn đến vậy. Khi thấy tóc trắng rụng, tôi lại nghĩ có phải tóc đen đã rụng gần hết rồi không? Tâm trạng càng thêm buồn bã. Anh Khánh và tôi an ủi lẫn nhau, nâng niu mái tóc, bớt lo nghĩ. Sau đó, tôi đã thêm một việc nhỏ vào quy trình chăm sóc cá nhân hàng ngày. Đó là thường xuyên cắt tỉa những sợi tóc trắng để có thể nhìn thấy được và có thể tự cắt được. Vừa cắt vừa tự nhủ rằng, nếu có những việc không thể suy nghĩ thì chi bằng cố gắng tập trung vào việc làm cho bản thân trở nên xinh đẹp và giỏi giang. Nếu dành tâm trí của mình cho những điều không quan trọng thì thật có lỗi với việc mình bị bạc tóc và rụng tóc. Lo nghĩ là một hoạt động tâm lý phổ biến của phụ nữ. Chúng ta hoặc là người được người khác lo nghĩ cho, hoặc là lo nghĩ cho người khác. Tôi không thích làm người khác lo nghĩ, điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật kém cỏi, kém thông minh, cần người khác đặc biệt chú ý đến tôi. Trước khi chủ động yêu cầu giúp đỡ, nếu người khác đưa ra quá nhiều ý kiến và đề xuất, sẽ làm nhiễu phán đoán của tôi. Nếu tôi lắng nghe lời họ và mọi thứ không diễn ra như ý tôi muốn, trong lòng tôi sẽ oán thán. Nếu tôi không chọn gợi ý của họ, tôi lại phải tìm cách giải thích, điều này cũng sẽ khiến tôi căng thẳng hơn. Bởi tôi không thích mọi người phải lo nghĩ, nên tôi cũng không muốn lo nghĩ cho người khác quá nhiều. Ngay cả khi xuất phát từ ý tốt, thì tôi cũng lo lắng rằng nó có thể gây áp lực cho người ta. 2. Nói chung có hai kiểu bản thân chủ động đi lo nghĩ, thậm chí lo đến mức tan nát cõi lòng. Thứ nhất là kiểu lo nghĩ cho người khác mà không nhận được sự biết ơn. Bạn thích lo nghĩ cho người khác, nhưng thường xuyên không được cảm ơn. Dù lo lắng bao nhiêu, nhưng người ta vẫn chọn làm theo ý muốn của họ. Rất ít người thực sự phát triển theo kịp kịch bản mà bạn hình dung. Ngay cả bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp cũng chỉ dám nói rằng luôn an ủi, thường xuyên giúp đỡ, thỉnh thoảng mới có thể chữa khỏi cho người bệnh, chứ lấy đâu ra tự tin để giúp người khác giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Tôi đã thấy quá nhiều ví dụ về việc một người càng lo nghĩ cho người khác thì càng dễ khiến mối quan hệ trở nên rối ren. Một cô bạn của tôi đã trải qua sự việc này. Bạn học tâm sự với cô ấy rằng đã phát hiện tin nhắn tán tỉnh trong điện thoại di động của anh trai. Cô bạn của tôi áp đặt suy nghĩ của riêng mình vào đó, vượt ranh giới bạn bè và cố gắng khuyên nhủ chia tay. Cuối cùng, bạn học của cô lại hòa giải với bạn trai, khiến cô ấy bị cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc khiển trách. Cô ấy và các bạn cùng lớp dần dần trở nên xa cách. Thật lòng mà nói, lo nghĩ cho người khác rất mệt mỏi. Khi bạn bắt đầu quyết định lo nghĩ, bạn phải chú ý đến động thái phát triển của sự việc, cũng như lợi ích và nhu cầu của tất cả các bên. Bạn phải nắm rõ bối cảnh, hiểu được những thay đổi, dự đoán xu hướng, còn cần phải sử dụng tâm lý học, kỹ năng giao tiếp, trò may rủi với các kỹ năng khác. Nó chẳng khác nào tham gia một dự án nóng bỏng tay tại nơi làm việc. Ngay cả khi bạn dốc toàn tâm toàn ý, nhập cuộc khá sâu và tận tình tận lực như vậy, kết cục lại rất dễ trở thành EQ thấp. Lo việc bao đồng, không những không được đối phương đánh giá cao mà còn khiến bạn trở nên có vẻ không biết chừng mực. Nguyên nhân là do chúng ta đứng ở lập trường cá nhân, đưa ra ý kiến cho đối phương nhưng lại không thể chịu trách nhiệm về điều này. Mà kiểu suy nghĩ hơn người và độc đoán, những người khác đều là người trong cuộc mù quáng, chỉ có mình mới là người ngoài cuộc thông thái này, rất dễ gây phản cảm. Thay vì chủ động lo nghĩ cho người khác, khi người khác chủ động tìm mình giúp đỡ, tốt hơn hết bạn nên cân nhắc mình có khả năng trong lĩnh vực này không? Bạn có thể kiềm chế cảm giác nghĩ thay cho người khác của mình không?
dùng quan điểm của người ngoài cuộc để góp ý cho người khác những ưu và nhược điểm của từng lựa chọn một cách thích hợp, sau đó trao lại quyền tự do quyết định cho đối phương. Nếu chẳng may một người bạn của bạn gặp phải thất bại, nhẹ nhàng an ủi hoặc giúp đỡ thu xếp vẹn toàn, đấy mới là cách lo nghĩ đúng cho người khác. Thứ hai là kiểu lo nghĩ thiếu tính xây dựng cho bản thân. Trong thời gian mang thai, tôi lo nghĩ rất nhiều. Trước mỗi lần đi khám, tôi đều lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Sau đó, tôi có theo lớp học của bác sĩ Mã Lương Khôn của Bệnh viện Đại học Y Công đoàn Bắc Kinh. Cô ấy nói một câu đúng tầm bệnh của tôi. Phụ nữ mang thai nên phân biệt ba loại chuyện trên đời này: chuyện của mình, chuyện của người khác và chuyện của ông trời. Chẳng hạn như giới tính của đứa trẻ, có bị khuyết tật hay không, có vết bớt hay không, đây là chuyện của ông trời, bạn không thể thay đổi và lo lắng về nó cũng vô ích. Còn những chuyện như ông chủ đặt quá nhiều áp lực lên bạn, người chồng không nấu cho bạn ăn, không ai nhường chỗ cho bạn trên xe buýt, đó là việc của người khác mà bạn khó lòng thay đổi. Chế độ ăn uống đầy đủ lành mạnh hay không, vận động đạt yêu cầu hay không là việc bạn có thể thực hiện tốt và quản lý tốt được. Những bà bầu thông minh là những người chăm lo vẹn toàn cho những việc của mình, ít để tâm đến việc của người khác và đừng lo việc của ông trời. Nhưng nhiều người không hiểu, ngày nào cũng dành thời gian lo chuyện của ông trời, lo việc của người khác mà không lo chuyện của chính mình. Câu nói này ngay lúc đó đã đánh thức tôi và khiến tôi hiểu rằng mình nên gác chuyện của người khác với chuyện của ông trời sang một bên, xử lý việc của mình một cách nghiêm túc, ghi chép và điều chỉnh cho tốt chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, vận động và tâm trạng hàng ngày. Rảnh rỗi mà lo nghĩ vớ vẩn chẳng bằng gìn giữ cho tốt thành quả của công cuộc tự làm đẹp không hề dễ dàng. Đừng để bản thân vì mang thai mà xấu xí trở lại. Hãy cải thiện khả năng chuyên môn, trau chuốt khả năng viết lách, hoàn thành tốt công việc, để khi cuộc đời nhe nanh múa vuốt với mình, ít nhất là con số trong thẻ lương có thể giúp bạn đối phó với các trường hợp khẩn cấp. 3. Một trong những nhóm độc giả của tôi có tên là Phái Hành Động Vừa Bận Rộn Vừa Xinh Đẹp. Một hôm, một cô gái trẻ hỏi mọi người trong nhóm, bạn trai của cô ấy đăng trạng thái nhưng lại chặn không cho cô ấy thấy. Khi phát hiện ra, cô ấy chất vấn bạn trai nói chặn nhầm, vốn dĩ là chỉ muốn một mình cô nhìn thấy. Cô ấy về sau cứ để bụng mãi chuyện này. Một độc giả trong nhóm đã kết hôn được chục năm chia sẻ, nghi ngờ chẳng qua là tự chuốc lấy rắc rối. Một người suy nghĩ đơn giản như chị đã quen với việc cải thiện bản thân trước tiên, làm tốt công việc và vững bước trên con đường trở nên gầy hơn, đẹp hơn, giỏi hơn. Theo quan điểm của tôi, những người thực sự sống tốt đều biết rõ họ thực sự nên quan tâm đến điều gì, lo nghĩ về nó, hành động vì nó. Lo nghĩ về những điều mà bạn có thể kiểm soát sẽ tốt hơn là lo nghĩ về việc tương tác với những người khác. Tập trung vào những điều ưu tiên trước nhất sẽ tốt hơn là lo nghĩ về những điều nhỏ nhặt không quan trọng. Lo nghĩ về việc chuẩn bị công việc như thế nào sẽ tốt hơn là cứ canh cánh trong lòng về kết quả. Bớt lo nghĩ về những điều nhỏ nhặt sẽ làm cho các mối quan hệ của chúng ta nhẹ nhàng hơn, tình cảm gia đình sẽ hòa thuận hơn, hôn nhân lành mạnh hơn, thể chất và tinh thần của bạn cũng sẽ ngày càng tốt hơn. 4. Hiện tại. Tôi thà để tâm vào việc lo làm cho mình đẹp và giỏi lên, mà tiền đề để trở nên xinh đẹp, giỏi giang là bạn phải có một cơ thể tràn đầy năng lượng, có thể làm việc và sinh hoạt một cách tối đa. Trong mắt tôi, đẹp có nghĩa là có sức khỏe thể chất và tinh thần, có gu, có tấm lòng biết yêu thương và có tinh thần phấn chấn. Giỏi có nghĩa là bạn tích lũy được các kỹ năng chuyên môn, nâng cao được lượng kiến thức và cải thiện tầm nhìn của mình, làm cho bản thân năng suất hơn, sáng tạo hơn, có thể giải quyết vấn đề cho người khác và có thể tạo nên giá trị cho xã hội. Để đạt được mục tiêu này, tôi đã rèn luyện não bộ của mình phát triển một cơ chế truy cập có sàng lọc. Trước khi một sự kiện được đưa vào não bộ, trước tiên tôi phải đánh giá xem liệu thứ này có thể khiến tôi trở nên xinh đẹp và giỏi giang hay không. Nếu không có một chút lợi ích nào, bộ não có thể lập tức từ chối truy cập. Cơ chế này giúp tôi ngăn chặn sự xâm nhập của không ít điều phiền toái và là phương pháp sống tối giản chuẩn nhất.
Tất nhiên, mỗi người trong mỗi giai đoạn và cuộc đời đều có những ưu tiên riêng. Nếu bạn cảm thấy trở nên xinh đẹp và trở nên giỏi giang hơn không phải là mục tiêu phấn đấu cốt lõi của bạn lúc này, bạn hoàn toàn có thể thay thế nó bằng những mục tiêu theo đuổi khác. Khi bạn nhìn thấy một mục tiêu quan trọng và khiến bạn hạnh phúc, hãy biến nó thành trung tâm của cuộc sống, những điều tốt đẹp khác sẽ lần lượt đến với bạn. Nói tóm lại, lần sau khi bạn lo nghĩ, bạn hãy đứng trước gương và tự hỏi bản thân, bạn đang chê tóc rụng chưa đủ nhiều, tóc chưa đủ bạc, quầng mắt chưa đủ thâm, hay mụn nhọt chưa đủ nhiều hay sao? Đồng thời hãy nghiêm túc suy nghĩ về những gì bạn đang lo nghĩ gần đây. Nếu bạn lo nghĩ về việc quan trọng và cần thiết, thì điều đó còn có ý nghĩa. Nếu bạn lo nghĩ về chuyện của ông rời và chuyện của người khác, thì hãy nhanh chóng thay đổi suy nghĩ đi. Hãy nhớ rằng, lúc nào cũng lo nghĩ về những điều nhỏ nhặt chỉ như chướng ngại vật chỉ hoãn sự nghiệp lớn lao của bạn, trở nên xinh đẹp và giỏi giang. Quản lý thời gian là chuyện vặt thuận theo tự nhiên. 1. Trong bộ phim tài liệu Thành phố 24 giờ về thành phố Thẩm Quyến, Lưu Mạn là quản lý cấp cao bộ phận kinh doanh cổ phiếu của một công ty nọ. Buổi sáng của cô ấy thường theo lịch trình sau. 6 giờ lái xe ra ngoài, nghe tin tức tài chính trong khi lái xe. 7 giờ 30 bắt đầu cuộc họp thường lệ buổi sáng vào ngày giao dịch, gọi điện trao đổi với các đồng nghiệp ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông. Vừa nghe đồng nghiệp phân tích, vừa đọc nhanh tài liệu hơn 100.000 từ và sử dụng dữ liệu này để đánh giá xu hướng của cổ phiếu. Tuy trà và cà phê mạnh có thể giúp cô ấy tỉnh táo, nhưng cô ấy phải kiểm soát lượng nước nạp vào, vì trong 4 giờ tới, cô ấy sẽ rất bận rộn đến mức không có thời giờ đi vệ sinh. 9 giờ 30, thị trường chứng khoán đúng giờ mở cửa. Lưu Mạn ngồi ở giữa phòng giao dịch, bên trái có trợ lý và giao dịch viên. Trên bàn có 5 màn hình, 2 bàn phím, 1 điện thoại di động, 1 chiếc máy tính xách tay và 1 chiếc điện thoại có thể kết nối 100 đường dây cùng lúc. Để tránh va đập làm giảm tốc độ thao tác của đôi tay, cô ấy cố tình quấn gọn dây tai nghe lại. Nhìn cách một người xử lý thời gian, chúng ta có thể thấy họ đang theo đuổi một cuộc sống như thế nào. Như Laura đã nói trong bài phát biểu, làm thế nào để kiểm soát thời gian dành của bạn? Mọi người thường cho rằng tiết kiệm những mẩu thời gian nhỏ nhặt có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng cô ấy kết luận rằng không thể dựa vào việc tiết kiệm thời gian để kiến tạo cuộc sống mơ ước, mà bạn phải tạo ra cuộc sống mơ ước trước, rồi tự khắc sẽ tiết kiệm được thời gian. 2. Tôi yêu thích và hưởng lợi từ lối sống viết lách ngoài giờ làm việc. Trong những năm qua, bất cứ khi nào tôi cảm thấy không có đủ thời gian, tôi sẽ nâng cấp kỹ năng quản lý thời gian của mình. Chẳng hạn như nghe các lớp học nâng cao hiệu quả, đọc những cuốn sách về quản lý sức lực, gài cắm những phương pháp cơ bản và dễ thực hiện vào công việc và cuộc sống. Dựa vào kinh nghiệm của chính mình, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách tôi đã làm cho một ngày của mình trở nên thật dài như thế nào. Kiên trì dậy sớm. Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng và tôi đã kiên trì suốt 14 năm qua. Tôi bắt đầu dậy sớm học tiếng Anh từ năm nhất đại học. Sau khi thu được nhiều lợi ích, tôi không thể từ bỏ được thói quen này. Sau khi ra trường, tôi đi làm rồi kết hôn. Tôi dần quen với việc dậy sớm. Tôi thích mỗi sáng vừa thức dậy liền có thể nghĩ ra những việc cần làm, những cuốn sách cần đọc, ra khỏi chăn một cách sảng khoái, giống như một nữ chiến binh mặc áo giáp ra trận. Sau khi cơ thể, tim và não bộ đã tỉnh táo, tôi liền bước vào trạng thái viết lách. Tôi thường định sẵn chủ đề và mở bài từ hôm trước, hôm sau tỉnh dậy là có thể viết tiếp. Khi tôi dậy sớm, đầu óc rất phấn khởi, cảm hứng dâng trào, gõ bàn phím một cách rất nhịp nhàng. Viết đến lúc phải ra ngoài đi làm mà ý tứ vẫn còn dạt dào. Nếu tâm trạng viết của tôi không tốt, tôi sẽ đọc một cuốn sách. Có một cuộc hẹn hò riêng tư chất lượng cao, một cách tĩnh lặng, ấm cúng với tác giả cuốn sách. Dậy sớm giúp tôi tránh xa tất cả các thông tin gây nhiễu, thông tin không chắc chắn, ung dung, lần lượt làm những gì mình yêu thích. Công việc vừa đạt hiệu quả cao, vừa có được những trải nghiệm vừa thú vị. Không phải tất cả mọi người và mọi giai đoạn đều thích hợp để dậy sớm. Năng lượng mỗi người được phân bổ trong một ngày là khác nhau. Bạn phải tìm ra thời điểm mà bạn tràn đầy năng lượng
và sử dụng nó để đi làm những việc quan trọng mà bạn yêu thích. Điều chỉnh thứ tự. Trước đây, sau khi dậy sớm, tôi mới bắt đầu lên kế hoạch cho lịch trình của mình và sắp xếp các việc cần làm. Sau đó, tôi thấy rằng lên kế hoạch từ tối hôm trước và viết trước phần mở bài sẽ cho hiệu quả cao hơn. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi gói gọn lại những nghi thức không cần thiết, vì buổi sáng là lúc não tôi hoạt động nhanh nhất. Ở thời điểm này, tôi muốn làm những gì sáng tạo nhất. Vì vậy, tôi sẽ chọn phối sẵn là lượt cẩn thận trang phục mà tôi sẽ mặc hôm sau vào đêm hôm trước. Tôi còn để sẵn đôi giày tôi muốn mang trên thảm sàn với mũi giày hướng ra cửa. Trong tuần, tôi cần đăng các bài viết trên tài khoản công khai WeChat trong 1 hoặc 2 ngày. Tôi sẽ chỉnh sửa và dàn trang trước tại nhà. Khoảng 10 giờ sáng, bạn cộng tác viên sẽ đăng bài lên hộ tôi. Nhiều người sẽ đi ăn sau khi tan sở vào buổi trưa, nhưng tôi phát hiện ra các lãnh đạo của tôi đều không đi ăn trưa vào khung giờ cao điểm. Mỗi người đều có thứ tự làm việc theo thói quen, nhưng họ rất ít khi suy tính xem có thứ tự nào giúp tiết kiệm thời gian hơn không. Có lúc chúng ta chỉ cần thay đổi một chút thứ tự làm việc là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Xếp chồng thời gian. Trong chương trình truyền hình thực tế giảm cân Off Good Body, nữ nghệ sĩ Trương Thiên Ánh vừa thức dậy vào buổi sáng liền trồng cây chuối, đến lúc đánh răng cũng không quên vươn vai, giãn cơ chân. Khi nhân viên trang điểm cho cô ấy, cô ấy thậm chí còn tranh thủ nâng những quả tạ nhỏ. Khi trở về nhà vào buổi tối, trong khi tẩy trang, cô ấy cũng sẽ squat trong phòng tắm, giãn cơ trên thảm tập yoga trong khi đắp mặt nạ. Tất nhiên, có rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống đòi hỏi sự quan tâm tuyệt đối. Nhưng đối với những việc không cần tốn trí lực tập trung cao độ trong thời gian dài, bạn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu câu vừa ba chấm này. Ví dụ trên đường đi làm, vừa đi vừa nghe ghi âm bài học, vừa xem các chương trình tạp kỹ, vừa giãn cơ và vặn người, vừa chăm sóc da, vừa squat sao cho đầu gối không vượt quá mũi chân, vừa dựa vào tường tập tư thế, vừa giơ sách lên đọc. Cùng một lúc, chúng ta có thể đồng thời duy trì 2 hoặc 3 trạng thái, tận dụng thời gian chồng chéo và song song. Hãy để thời gian tự làm phép nhân. Chú trọng chuyện nhỏ. Tôi từng đọc được một câu chuyện như này trên trang Zihu. Một ông lớn ngành bất động sản đến ngồi tàu điện ngầm cũng phải tính toán kỹ lưỡng, từ việc tàu sẽ mở cửa bên nào, đến việc khoang tàu nào, đến điểm đích đến, sẽ mở cửa hướng đúng ra thang bộ, dẫn lên lối ra. Cứ như vậy, ông ta có thể bước lên thang bộ trước khi các hành khách kịp chen nhau ra cửa để ra ngoài. Tránh được đoàn người đông đúc, tiết kiệm được thời gian. Nhiều cách tiết kiệm thời gian hiệu quả được ẩn giấu trong các chi tiết của cuộc sống. Trước đây, khi tôi ở chung cư cao tầng, việc chờ đợi thang máy là rất khó khăn. Mỗi lần ra ngoài, tôi không khóa cửa luôn mà sẽ bấm thang máy, sau đó mới quay lại và khóa cửa. Và sau khi vào thang máy, nhiều người đều nhấn tầng trước khi nhấn nút đóng cửa. Trên thực tế, nhấn nút đóng cửa trước rồi đến nút tầng sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Tôi sẽ chuẩn bị một chiếc cặp tài liệu đựng văn phòng phẩm trong văn phòng, đặt các vật dụng và văn phòng phẩm tương đối cố định vào chiếc túi trong suốt. Khi đi ra ngoài có việc, chỉ cần thêm tài liệu cụ thể là có thể xách túi đi liền. Những người thường xuyên đi công tác có thể chuẩn bị một túi tiện lợi, chai lọ mỹ phẩm nhỏ không cần thay đổi mỗi lần. Nếu không cần đổ thêm thì lần sau chỉ cần mang theo quần áo bạn muốn mặc đi là được. Tự nấu ăn sẽ vừa ý mình hơn. Mỗi lần đi chợ mua thịt, tôi đều nhờ chủ cửa hàng rửa và thái sẵn cho, chia thành nhiều túi, mỗi lần nấu chỉ cần lấy một túi ra và giã đông. Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách dành nhiều tâm sức hơn cho những việc nhỏ nhặt mà người khác không quan tâm đến. Tối ưu hóa công cụ. Ngoài việc ngủ, điện thoại di động là thứ mà con người hiện đại dành cho nhiều thời gian nhất. Trong phạm vi điều kiện kinh tế cho phép, tôi sẽ mua một chiếc điện thoại di động có công nghệ hàng đầu với bộ nhớ trong lớn nhất. Vì điện thoại di động có rất nhiều tính năng có thể giúp tôi tiết kiệm thời gian, chẳng hạn như mở khóa bằng vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt sẽ nhanh hơn so với mở khóa bằng mật khẩu. Khi sắp xếp tài liệu viết, trước kia tôi thường vừa nghe vừa dừng lại ghi chép từng câu nếu phải xử lý một số tài liệu khóa học hoặc diễn thuyết cần thiết không ở dạng văn bản. Vì vậy là hiệu suất làm việc rất thấp.
Bây giờ tôi có 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc mở ứng dụng iFlytech để ghi liên tục. Chiếc điện thoại di động còn lại bật đoạn ghi âm với tốc độ 1,25 lần. Tôi đặt chúng cạnh nhau trong phòng ngủ, một cái để đọc nhanh, một cái dùng để viết tốc ký. Giải phóng bản thân trong lúc đoạn ghi âm được tự động chuyển hóa thành văn tự. Một lúc sau mới đi thu hoạch văn bản. Trước kia, nếu bạn viết sai một chữ trong bài đăng ở Weibo, bạn chỉ có thể xóa bài và đăng lại. Sau khi thành hội viên của Weibo, là bạn có thể thực hiện các chức năng sửa đổi và chỉnh sửa trực tiếp. Điện thoại di động và máy tính là những phần mở rộng của não bộ. Khi bạn đang tập trung làm việc thì điện thoại di động sẽ bị ngó lơ. Vậy càng tiết kiệm thời gian. Khi lướt web, nhấn phím cách sẽ tiết kiệm thời gian hơn là kéo chuột. Có rất nhiều chức năng tương tự như vậy đều có thể khiến công việc của tôi hiệu quả hơn. Tư duy đòn bẩy. Những người có tư duy đòn bẩy biết cách sử dụng ít thời gian nhất để tạo đòn bẩy cho bản thân hoặc cho người khác, từ đó đạt được thành quả lớn nhất. Đều là phân tích dữ liệu, những người không có tư duy đòn bẩy quen với việc sử dụng các chức năng thông thường của phần mềm văn phòng để có thể xem, thống kê và so sánh từng dữ liệu một. Như vậy thật lãng phí thời gian, còn những người có tư duy đòn bẩy sử dụng các công thức hoặc lập trình vài phút là làm xong việc. Cũng là chỉnh sửa tài liệu, cách làm việc của nhóm không có tư duy đòn bẩy như sau. Một người chỉnh sửa xong lại giao cho người tiếp theo sửa tiếp. Văn bản bị chuyển qua chuyển lại nhiều lần rất lãng phí thời gian. Trong khi một nhóm có tư duy đòn bẩy sẽ sử dụng các công cụ chia sẻ tài liệu để nhiều người có thể chỉnh sửa trực tuyến cùng lúc. Cũng là tra cứu tài liệu, người không có tư duy đòn bẩy chỉ biết nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. Kết quả hiển thị nhiều vô số kể, lại mất công sàng lọc thông tin. Còn người có tư duy đòn bẩy biết cách thu hẹp phạm vi thời gian hoặc loại hình văn bản, biết dùng những câu lệnh tìm kiếm nâng cao tránh quảng cáo. Như vậy đã khiến việc tìm kiếm thành công một nửa rồi. Cũng là nộp báo cáo, người không có tư duy đòn bẩy làm báo cáo xong chỉ kiểm tra qua quýt, liền nộp lên cho lãnh đạo hoặc khách hàng. Nhưng những người có tư duy đòn bẩy thì khác, khi giả soát lại tài liệu, họ có thể phát hiện những tiểu tiết như độ rộng hẹp của các ký tự không nhất quán, khi kiểm tra bảng biểu, tự bỏ chút công sức chỉnh thành định dạng tiện cho đối phương in ấn trực tiếp, tiện cho cấp trên hoặc cho khách hàng. Trong công việc, tôi thường nhắc nhở bản thân phải nhạy cảm với những thao tác đơn giản nhưng lặp đi lặp lại, bồi dưỡng tư duy đòn bẩy để tiết kiệm thời gian. 3. Có người nói, chiết tự chữ bận sẽ ra được chết tim. Nhưng theo tôi, một người chỉ cần xác định được trạng thái và mục tiêu cuộc sống mà bản thân mong muốn thì việc quản lý thời gian chỉ là một chuyện vặt thuận theo tự nhiên. Chúng ta chi li từng tí, những việc cần làm, phải làm, nghĩ mọi cách để tiết kiệm thời gian, đem thời gian tiết kiệm được đổ vào những việc chúng ta yêu thích và tận hưởng. Như vậy, chúng ta dù có bận bịu đến đâu cũng không bận đến mức chết tim. Lúc rảnh rỗi cũng rảnh một cách ung dung. Chú thích: chữ Hán mang có nghĩa là bận rộn, do bộ tâm và bộ vong cấu thành. Dùng phương pháp chiết tự, ta được tâm vong, tạm dịch thành chết tim. Người phụ nữ như nào sẽ sống một cuộc sống vừa ngầu vừa sang? 1. Một cuối tuần nọ, nhân dịp được thăng chức tăng lương, một cô bạn mời tôi dùng cơm trưa ở một nhà hàng trong khu trung tâm mua sắm. Hôm ấy, do có việc riêng nên tôi không nán lại được lâu. Phải đi trước 2 giờ chiều, vì vậy hai chúng tôi gọi mấy món, vừa ăn vừa nói chuyện. Sắp 1 rưỡi chiều, tôi trông thấy cô ấy lấy tờ giấy ướt từ trong túi xách ra, lau hai tay, sau đó lại lấy kem chống nắng ra thoa đều lên tay, đặc biệt thoa kỹ từng ngón tay. Tôi rất thắc mắc, hỏi làm sao cô phải thoa kem chống nắng lên tay. Cô ấy nói có đặt lịch làm móng tay ở một cửa hàng dưới tầng hầm tòa trung tâm mua sắm này. Đợi tôi đi rồi sẽ qua cửa hàng làm móng. Bây giờ thoa kem nửa tiếng sau là có tác dụng là vừa. Thấy tôi vẫn còn thắc mắc, cô ấy giải thích thêm. Có một thời gian cô ấy làm móng tay, xong phát hiện ra ngón tay ngày càng đen sạm. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, cô ấy mới biết rằng do đèn tia cực tím sấy móng tay gây ra. Cô ấy tra tài liệu, nghiên cứu và cuối cùng tìm ra cách giải quyết. Hoặc là lúc làm móng đeo găng tay chống tia cực tím, hoặc là thoa kem chống nắng lên tay. Cô ấy thấy cách thứ hai tiện hơn
nên nửa tiếng trước khi mỗi lần làm móng, cô ấy đều làm tốt công tác chống đèn dạm cho tay. Nghe cô ấy nói xong, trong lòng tôi bất chợt cảm thán rằng cô nàng yêu cái đẹp quả nhiên tinh tế, kỹ lưỡng. Tôi thấy tình yêu của cô ấy dành cho cái đẹp không nằm ở việc cô ấy có làm móng tay hay không, mà nằm ở việc cô ấy tinh tế phát hiện ra nguyên do dẫn đến sự biến đổi vẻ bề ngoài trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời giỏi quan sát sự thay đổi, truy tìm nguyên nhân, mạnh dạn hoài nghi, cẩn thận tìm cách sửa lại, cuối cùng chọn ra cách phù hợp với bản thân nhất trong tập hợp các cách giải quyết, từ đó hình thành nên thói quen. 2. Tôi đã từng trò chuyện với các đồng nghiệp về chuyến đi đến Nhật Bản của mỗi người. Đồng nghiệp kể về ấn tượng sâu sắc nhất của cô ấy khi đi du lịch ở Nhật Bản, đó là khi ở khách sạn, cô ấy đun nước sôi rồi đổ vào bình giữ nhiệt. Cô mở nắp bình cho nước mau nguội. Một người bạn đi cùng rủ cô ấy xuống lầu mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Cô vội vã ra ngoài, chỉ với ví và điện thoại di động. Khi quay lại khách sạn, cô ấy gặp chị nhân viên vệ sinh vừa dọn phòng xong. Cô ấy mô tả về chị nhân viên dọn vệ sinh như sau. Có những nếp nhăn nhỏ quanh khóe mắt và miệng, nhưng kết cấu da về tổng thể rất tốt. Là kiểu phụ nữ vừa nhìn có thể nhận ra là đã đứng tuổi, nhưng lại không nhìn ra được tuổi thật. Sau khi vào phòng, cô ấy nhìn thấy có tờ khăn giấy sạch đậy trên miệng bình giữ nhiệt trên bàn. Tôi và đồng nghiệp cùng bàn luận về việc này, phân tích các hoạt động tâm lý của chị nhân viên vệ sinh. Sau khi bước vào trong phòng, chờ được dọn dẹp, chị ấy sẽ quan sát tổng thể một lượt, sau đó phát hiện ra bình nước giữ nhiệt đang bốc hơi nóng, lo ngại khi chỉnh chăn đệm sẽ làm bụi bay lên và có khả năng sẽ làm bẩn nước khách sắp uống, nên mới muốn tìm một cái gì đó che miệng bình lại. Nhưng rõ ràng nắp bình nằm ngay cạnh bình giữ nhiệt, sao chị ấy không vặn luôn nắp bình vào mà lại dùng một tờ khăn giấy đậy lên trên? Chúng tôi cho rằng chị ấy đã suy đoán từ góc nhìn của khách hàng. Nắp bình có lẽ do khách cố tình không đậy vì muốn để cho nguội nước, cho nên chị ấy mới lấy một tờ khăn ăn đặt lên trên miệng bình. Như vậy vừa có thể chặn, không cho bụi bay trong quá trình dọn dẹp rơi vào trong bình, vừa không làm ngược lại mong muốn để cho nước bớt nguội của khách. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, tôi và đồng nghiệp không khỏi kính nể tinh thần yêu nghề, kính nghiệp của chị nhân viên vệ sinh. Mấy năm trước, tôi có phỏng vấn nữ họa sĩ trẻ Lâm Caroline. Tác phẩm của cô ấy có mỹ cảm, bản thân cô ấy cũng rất có khí chất. Khi được tôi hỏi về các bước sáng tạo, cô ấy trả lời: tôi nghiên cứu bối cảnh, vẽ nháp, lên nét, lên màu, điều chỉnh cho đến khi hoàn thiện. Điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất đó là khi cô ấy nói rằng cô ấy dành thời gian để nghiên cứu bối cảnh. Cô Lâm giải thích: dân tộc là một chủ đề rất rộng, tôi dành phần lớn thời gian để nghiên cứu bối cảnh, hy vọng bản thân trở thành người truyền tải văn hóa dân tộc thực sự. Ví dụ như là họ ăn gì, ăn như thế nào, sao lại ăn, liệu có văn bản lịch sử nào để khảo chứng hay không. Trung Quốc rộng lớn và phong phú, hệ món ăn và phong tục địa phương khác nhau sẽ dẫn đến sự khác biệt rất lớn về thói quen ăn uống. Tôi dành rất nhiều thời gian tra cứu tài liệu trên thư viện và mạng Internet. Còn nhớ quản lý Dương Thiên Chân từng nói, mọi công việc trên đời này không phân biệt việc nào rảnh, việc nào bận. Tất cả những người muốn làm tốt công việc đều rất bận, bởi họ phải nỗ lực làm nhiều việc hơn so với những người khác. Có thể thấy rằng, người phụ nữ mẫn cán đó, dù có làm việc gì thì cũng luôn phấn đấu hết mình, bước từng bước xa hơn, biến công việc trở nên có sức hấp dẫn hơn. 3. Tôi thường tổng kết những bình luận xin sự giúp đỡ hoặc kể khổ, nhận thấy rằng nguyên nhân nhiều cô gái không có cuộc sống thoải mái là trong lòng họ có quá nhiều thứ, thứ gì cũng có đạo lý, có sự không cam tâm, có ấm ức, có thất vọng, có uất hận. Có nhiều cách sống, việc bạn sống thoải mái hay không là do bạn quyết định. Trong thâm tâm tôi có một cơ chế phân biệt rõ ràng, cô gái nào có thể sống thoải mái. Một kiểu là trong lòng không quan tâm, ham muốn của họ có thể thấp hơn những người bình thường. Họ có điều kiện vượt trội, năng lực phi thường, nên không màng đến nhiều vấn đề, sống hạnh phúc là được. Một kiểu khác là trong lòng có quan tâm, trong lòng họ sẽ theo đuổi và kỳ vọng dù cho ngoài miệng có thừa nhận hay không. Dựa trên quan sát về những cô gái xung quanh tôi, bản thân tôi hầu hết đều thuộc về kiểu này. Kiểu trong lòng có quan tâm còn có thể được chia thành hai loại. Có những người biến mối quan tâm của họ thành hành động và những người không biến mối quan tâm của họ thành hành động. Chia nhỏ hơn nữa, những người trong lòng có quan tâm
và biến nó thành hành động có thể được chia thành những người biến sự quan tâm thành hành động của chính họ và những người biến sự quan tâm thành hành động của người khác. Kiểu người quan tâm nhưng không biến nó thành hành động hoặc biến nó thành hành động của người khác thường sống một cuộc sống rất bí bách. Như tiến sĩ La Đại Luân của Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Bắc Kinh từng nói, những người sống bí bách có nhiều khả năng mắc bệnh so sánh, bệnh nên thế này thế nọ, bệnh nạn nhân và bệnh chê bai. Cho nên tôi kết luận rằng những người trong lòng không quan tâm hoặc có quan tâm nhưng có thể biến nó thành hành động của bản thân thường sống rất tốt. Không giảm nổi cân, chẳng có hàng đồ ăn giao tận nơi nào là vô tội cả. Tâm trạng không tốt đều là lỗi do bọn đáng ghét xung quanh gây ra. Chuyện tình cảm không thuận lợi đều do bạn trai nhà mình kém xa bạn trai nhà người ta. Công việc không hanh thông, dựa vào đâu mà mỗi mình vất vả, nhưng công lao lại là của người khác. Họ ngoài miệng luôn nói không phục, trong lòng không cam tâm, thụ động chờ đợi thế giới bên ngoài hoặc người khác làm những việc có lợi cho sự thay đổi của bản thân. Họ chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể làm gì để thay đổi tích cực hơn. Từ những hiểu biết về bản thân là một nữ bọ cạp, tôi biết rằng tôi quan tâm rất nhiều vấn đề. Ví dụ, ngoại hình của tôi không được ưa nhìn cho lắm, nhưng tôi hy vọng mình có thể trở nên xinh đẹp hơn. Năng lực của tôi không được coi là xuất sắc cho lắm, nhưng tôi ước mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, thay vì phàn nàn bản thân ở trong bóng tối, tốt hơn hết là bạn nên thắp đèn và đi về phía trước. Trong vài năm qua, tôi đã tổng hợp những ưu điểm của nhiều phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ, nhận thấy rằng họ có một điểm chung, đó là họ đều làm việc có mục tiêu rõ ràng. Họ có thể nhận ra sự quan tâm của bản thân đối với đồng nghiệp và công cuộc làm đẹp, đồng thời coi trọng sự quan tâm này. Và họ có thể biến sự quan tâm đó thành hành động của bản thân, luôn phát huy tối đa trong phạm vi khả năng của bản thân, không phàn nàn và đòi hỏi người khác quá nhiều, dành phần sức lực để đổ lỗi hoặc thay đổi người khác vào việc làm tốt nhất có thể, những việc bản thân phải làm. Sự thật cũng chứng minh rằng làm cho bản thân trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề. Một người phụ nữ toàn diện và lý trí như vậy sẽ không cằn nhằn, không buôn chuyện, có thể sống một cuộc sống vừa ngầu vừa sang. Người phụ nữ như thế nào sẽ sống một cuộc sống vừa ngầu vừa sang? Tôi cho rằng trong lòng họ biết rất rõ bản thân muốn sống như thế nào, sau đó có một hệ thống mục tiêu, chấp hành, cải thiện và tiếp tục chấp hành phù hợp. Họ chăm chăm hướng tới mục tiêu ấy và rũ bỏ được những ấm ức, bí bách, thất vọng và oán hận trong lòng. Dù trải qua năm tháng vất vả, vẫn giữ được khuôn mặt bình lặng trước thời gian. 1. Tất cả chúng ta đều muốn sống một cuộc sống yên tĩnh và thanh bình, muốn đạt được lý tưởng của mình một cách suôn sẻ. Thực tế, trên đời làm gì có lúc nào bình yên. Dù yêu người yêu đến đâu, cũng vẫn có những điểm khiếm khuyết không ưng ý. Dù yêu thích công việc đến mấy, cũng có những xích mích nội bộ mà bạn phải chịu đựng. Cuộc sống điển viên trong video của Lý Tử Thất luôn mang lại ấn tượng về năm tháng thanh bình, nhưng tôi cũng phát hiện ra đôi bàn tay thô ráp không hợp với lứa tuổi của cô ấy. Có một câu nói rằng không có khoảng thời gian nào yên bình cả, chỉ có ai đó đang gánh vác cho bạn. Nói một cách đơn giản hơn, làm gì có cái gọi là khoảng thời gian yên bình, bạn phải tự gánh lấy gánh nặng của chính mình. Mặc dù cuộc sống của người trưởng thành không có cái gọi là dễ dàng, nhưng tôi vẫn mong trải qua những năm tháng vất vả, tôi vẫn có thể giữ được một khuôn mặt bình lặng trước thời gian. Tôi vô cùng khâm phục và kính trọng những người phụ nữ có thể giữ khuôn mặt bình lặng trước thời gian dù phải trải qua những năm tháng vất vả. Carmen de Lorefici là một trong số đó. Tôi đã bị màn tái xuất sản diễn thời trang của siêu mẫu 78 tuổi này hớp hồn. Sau khi tự tìm hiểu câu chuyện đằng sau nỗ lực của bà ấy, tôi càng hâm mộ bà ấy hơn. Bố của bà đã để lại vợ và con gái của mình mà bỏ nhà ra đi. Bà ấy được mẹ một tay nuôi lớn. Hai mẹ con sống dựa vào nhau trong một căn nhà ẩm thấp tối tăm. Bà bắt đầu kiếm tiền phụ giúp gia đình từ năm 15 tuổi. Bà mẹ ấy tính khí rất thất thường, độc mồm độc miệng. Môi trường gia đình đúng là một mớ hỗn độn. Phần đời tiếp theo bà ấy còn phải trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và 2 lần phá sản. Đối mặt với 3 cuộc ly hôn, bà nói:
tình yêu quan trọng đối với tôi như hơi thở. Đối mặt với hai lần phá sản, bà nói, tôi chỉ thất bại trong các khoản đầu tư, chứ không phải là không còn lại gì. Không ai có thể lấy đi thứ quý giá nhất trong số những thứ còn lại từ tay tôi. Ở tuổi 74, bà bị lừa đảo mất toàn bộ tài sản của mình, nhưng bà vẫn lạc quan. Tôi vẫn có thể tự nuôi sống bản thân, tôi rất tự hào về điều đó. Chú thích: Carmen de Lorifici, sinh năm 1931, siêu mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Hết chú thích. Có một bức ảnh chụp bà ấy đứng trước bức chân dung của mình và được nhà văn Hemeya mô tả là đóng băng sự quý phái của đời người, không phấn khích, kiêu ngạo, không tự cao. Bà nở một nụ cười hiền dịu và mềm mại, giống như một cô gái chưa từng trải qua sự đời nhưng lại toát lên vẻ cao quý, đoan trang. Sự tồn tại của bà ấy khiến tôi tin rằng vẻ đẹp không liên quan gì đến tuổi tác. Bà ấy rạng rỡ tỏa sáng hơn bất kỳ người mẫu nào trẻ đẹp hơn. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở bà ấy là ngay cả khi cuộc đời không hề bình yên, bà vẫn tự dựa vào sức mình để giữ được một khuôn mặt bình lặng trước thời gian. Bất kỳ chuyện gì Carmen gặp phải đều có thể khiến tôi bị giày vò đến gục ngã. Nhưng trên khuôn mặt đã trải qua sóng gió tháng năm của bà ấy, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bà ấy không để mặc bản thân bị tháng năm vẽ bậy đến nhẩu nát như tờ giấy nhác. Trong mắt bà ấy ánh lên sự hiền hòa lương thiện. Trên mặt có những đường nét kiên định, nho nhã, tính cách lạc quan, cởi mở. Bà ấy làm tôi nhớ đến một câu thoại trong bộ phim Những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc. Nếu nếp nhăn sớm muộn cũng hiện lên trán chúng ta, điều duy nhất chúng ta có thể làm được chính là không để nó hằn lên trái tim chúng ta. 3. Tháng năm không bình yên. Sự tàn phá của số phận có thể dễ dàng để lại dấu vết trên khuôn mặt của mọi người. Nói chung, những người có tính cách thụ động cảm thấy rằng họ không may mắn, luôn thầm than phiền, ngày càng tự ti, trong mắt ánh lên sự rụt rè. Theo thời gian, trên mặt sẽ lộ ra thần sắc buồn bã. Những người có tính cách tích cực lại có thể được chia thành hai loại. Một người là người vượt qua khó khăn, chiến thắng số phận, nhưng họ lại quen đem theo sự không cam tâm mà số phận mắc nợ mình. Sự tự đại khi bản thân vượt khó thành công biến thành sự ngờ vực về bản chất con người, luôn đầy sự chỉ trích cực đoan và thù địch. Lâu dài trên mặt sẽ có nét hiếu chiến, ánh mắt thì sắc lẹm. Một kiểu người khác lại như thế này: sau khi nhìn ra bộ mặt thật của cuộc sống thì họ vẫn yêu đời. Sau khi bị tháng năm vùi dập, trái tim họ vẫn trong như pha lê, trong mắt ánh lên sự tò mò và mong đợi. Lời nói dịu dàng và nhân hậu, trái tim chan chứa trí tuệ và lòng trắc ẩn. Họ rõ ràng đã từng bất khuất và bất kham khi đấu tranh với số phận, nhưng vẫn sống yên bình và căng tràn sức sống, không có một chút bất mãn hay ghét bỏ. Một người muốn rèn luyện nên khuôn mặt bình lặng trước năm tháng, hoặc là bẩm sinh đã may mắn, hoặc là nhờ chăm chỉ nỗ lực sau này. Những người đem khuôn mặt bình lặng trước năm tháng của mình ra để đối diện với những người khác có lẽ là may mắn được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp, nguyên vẹn. Còn có một khả năng khác, tuy rằng hoàn cảnh gia đình không tốt, nhưng nhờ sự tự nỗ lực, họ đã xử lý được đa số những ảnh hưởng tiêu cực. Có lẽ dọc suốt đường đời họ may mắn gặp được những người lương thiện, chính trực. Cũng có lẽ tuy gặp phải kẻ hại mình, dù cho không thể hòa giải được, nhưng vẫn âm thầm nhẫn nhịn, dần dà trong lòng cũng tự buông bỏ. Có lẽ dọc suốt đường đời này họ may mắn gặp được những người góp ý trực tiếp, tích cực với mình. Cũng có lẽ tùy mỗi người một ý, nhưng họ biết rõ những bình luận tiêu cực nào nên làm ngơ, bình luận nào nên biến thành góp ý lý tính, giúp ích cho bản thân. Có lẽ họ từ nhỏ đã may mắn được mắt thấy tai nghe, được nuôi dưỡng tính cách và tư tưởng tốt. Cũng có lẽ nhờ học tập mà tư duy và hành động có thể phát triển vươn lên. Tôi ngưỡng mộ những người sinh ra đã may mắn, nhưng tôi càng hâm mộ những người nỗ lực chăm chỉ sau này. Trải qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, nhưng họ vẫn có thể giữ được sự đáng yêu và dịu dàng, thật siêu quá đi. 4. Những người sống đến cảnh giới, thế giới tặng tôi một nụ hôn đau đớn, tôi sẽ đền đáp lại bằng một bài ca.
ở họ có sức mạnh và trí tuệ nào mà chúng ta có thể học tập và noi theo không? Đủ mạnh mẽ để vượt qua khỏi vòng vây yếu đuối. Hoàng Bột từng trả lời phỏng vấn như sau: ngày trước ở trong đoàn phim có thể bắt gặp đủ kiểu người, bày ra đủ chiêu trò, nhưng giờ xung quanh đều là người tốt, mỗi khuôn mặt vui cười đều ngập tràn sự ấm áp. Khi bạn yếu đuối, có thể nhiều người đối xử tệ với bạn bằng những cách khác nhau như coi thường, bài trừ, ghen tị, họ mang năng lượng tiêu cực đến với bạn. Khi bạn mạnh mẽ, ngày càng có nhiều người đối xử tốt với bạn, họ sẽ mang cho bạn lại năng lượng tích cực thông qua sự khen ngợi, học hỏi, hợp tác. Vì vậy, hỡi những bạn viết thư riêng cho tôi phàn nàn về việc bạn học hoặc đồng nghiệp xung quanh bạn nói năng khó nghe và cư xử khó coi, thay vì tốn sức lực tinh thần vào những người bạn không muốn ở cùng trong tương lai, thì chi bằng nở một nụ cười, nâng cao khả năng của bạn, vượt ra khỏi vùng vây yếu đuối và gặp gỡ những người cùng chí hướng ở một tầm cao hơn. Chú thích: Hoàng Bột, sinh năm 1974, nam diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Hết chú thích. Cơ thể khỏe mạnh để hưởng thụ ngày tháng tốt đẹp. Làm thế nào để vượt qua giai đoạn đen tối trong cuộc sống? Tất Thục Mẫn trả lời: yên lặng chờ đợi, ngủ cho ngon như một con gấu đang ngủ đông vậy. Tập thể dục, vững tin rằng dù có phải chịu đựng thời kỳ đen tối hay đón nhận thời kỳ hoàng kim, cũng đều cần đến một cơ thể và tâm hồn khỏe mạnh. Ngay cả khi cuộc sống hiện tại của bạn đang nhốn nháo hoảng loạn từng ngày, thì cũng đừng quên chăm sóc cơ thể của bạn thật tốt. Mỗi ngày đều cố gắng kiểm tra 4 điều sau về cơ thể của bạn. Chế độ ăn uống của bạn có lành mạnh không? Bạn có kiên trì tập thể dục không? Có thói quen làm việc và nghỉ ngơi quy củ không? Tâm trạng có vui vẻ không? Chế độ ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi đều đặn, khoa học có thể tăng cường năng lượng cho cơ thể. Đừng bắt thân thể phải cùng bạn gồng gánh những khó khăn hiện tại, nhưng lại không có phúc cùng hưởng những ngày tháng bình yên trong tương lai. Chú thích: Tất Thục Mẫn, sinh năm 1952, tiểu thuyết gia người Trung Quốc. Hết chú thích. Nội tâm mạnh mẽ để bỏ sau lưng những nỗi ám ảnh. Từ năm ngoái tôi bắt đầu viết nhật ký biết ơn. Mỗi tối tôi sẽ viết ra 3 người hoặc 3 việc trong ngày đem lại ký ức đẹp đẽ cho tôi, để bản thân cảm nhận được cảm giác được thế giới khoản đãi, ghi nhớ phải hồi đáp lại những người đã đối tốt với tôi. Còn những người không đối tốt với tôi không hy vọng họ xuất hiện trong nhật ký hay ký ức của tôi. Đối với những người làm tổn thương mình, buông bỏ không có nghĩa là tha thứ, mà là không còn bận tâm. Đời còn dài, đừng để bản thân sống mãi trong oán hận. Khoan dung có khi không phải là khoan dung người khác, mà là khoan dung với chính mình. Bởi sức mạnh nội tâm là có hạn, đừng để tổn thương và ám ảnh chiếm trọn bộ nhớ. Phải dành không gian nội tâm để nâng niu những đóa hoa đẹp nở rộ. Tôi rất thích câu nói của Mandela: sau khi ra khỏi phòng giam, bước chân ra khỏi cửa nhà tù, tiến đến sự tự do, tôi đã rõ nếu bản thân không thể để đau thương và oán hận ở sau lưng, thì tôi vẫn còn đang ở trong tù ngục. Chú thích: Nelson Mandela, sinh năm 1918, mất năm 2013, tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999. Hết chú thích. Đối với chúng ta, nếu tháng năm bạc bẽo là điều tất yếu, vậy thì tôi hy vọng năng lực, sức khỏe và nội tâm của tôi có thể lớn mạnh một cách toàn diện. Tôi không muốn dính líu đến sự thù địch, tôi phải tiếp tục lương thiện ấm áp, luôn có một khuôn mặt bình lặng trước tháng năm. Còn bao nhiêu người phụ nữ vẫn đang yêu bản thân một cách nông cạn? 1. Một ngày cuối tuần, tôi đang đi mua sắm với cô bạn thân và nhìn thấy một chiếc túi đeo chéo có tua rua tinh xảo. Tôi liền lấy nó ra trước gương, ướm thử một lúc. Cuối cùng tôi quyết định từ bỏ việc mua hàng. Cô bạn khuyên tôi: mua đi, phụ nữ phải học cách yêu thương chính mình. Tôi tự nghĩ, mình không mua vì không hợp, chứ đâu phải vì không yêu bản thân. Chiếc túi này tuy đẹp, nhưng quả thực quá nhỏ. Với một chuyên gia chống nắng,
người đi đâu ô theo đấy như tôi, nếu đến cái ô cũng không nhét vừa thì chiếc túi này chỉ đẹp mã chứ không hữu dụng. Phụ nữ ngày nay dường như đều rất mệt mỏi, vừa phải giỏi việc nước, vừa phải đảm việc nhà, vừa phải đi làm, vừa phải trông con sau khi tan sở. Chuyện tình yêu không được kém cạnh người khác, trên thương trường cũng không được thua trận. Đồng thời, phụ nữ cũng phải rất có khả năng tiêu tiền. Một chai nước dưỡng da mà thành phần chiếm đến 8-90% là nước tinh khiết, có giá đến vài trăm nhân dân tệ. Một chai nước hoa phiên bản giới hạn có giá hàng nghìn nhân dân tệ. Một chiếc túi hàng hiệu có giá đến hàng vạn nhân dân tệ. Tiêu tiền quả thực là cách làm bản thân vui trực tiếp nhất, có hiệu quả nhất. Nhưng tiêu tiền liệu có thể chứng minh rằng chúng ta đang rất yêu bản thân hay không? Tôi có quen một cô gái sinh năm 1990, lương tháng chưa đến 3.000 nhân dân tệ, khoảng 10 triệu Việt Nam đồng, nhưng lại dùng serum dưỡng da thương hiệu lớn và túi sách trang sức xa xỉ. Cô ấy luôn nói phụ nữ nhân lúc còn trẻ phải trang điểm cho xinh đẹp. Tôi rất nghi hoặc, một cô gái lương không cao, gia cảnh tầm thường, đốt tiền vào dưỡng da, làm đẹp, liệu có cao cấp quá không? Một ngày nọ, cô ấy đổ bệnh, tôi qua nhà cô ấy đưa thuốc. Vừa vào trong phòng, tôi đã hiểu cô ấy đã hy sinh những gì để có thể mua nổi đống mỹ phẩm và quần áo phụ kiện đắt tiền. Tiền thuê nhà hàng tháng của cô ấy rất rẻ, căn phòng cũ kỹ, thiếu ánh sáng, đồ đạc bừa bộn. Cô ấy ở chung phòng với một cô gái khác, hai người có thời gian ngủ nghỉ và làm việc khác nhau. Điều này khiến cô ấy ngủ không ngon giấc. Không được nấu nướng trong nhà nên cô ấy thường ăn tạm đồ ăn tiện lợi. Cô ấy cho biết, cứ vài ngày trước khi trả thẻ tín dụng, cô ấy lại phải vay chỗ này, bù chỗ kia, vô cùng lo lắng. Mỗi người đều có cách sống riêng. Nếu là tôi sẽ chọn mua sản phẩm dưỡng da và phụ kiện tốt, nhưng giá cả hợp lý. Dùng số tiền tiết kiệm được để thuê một ngôi nhà có môi trường tốt hơn, hoặc thuê một căn ở riêng, mua máy làm sữa đậu nành hoặc nồi cơm điện, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, bồi bổ cơ thể, không để tinh thần căng thẳng kẻo ốm đau thường xuyên. Nhiều cô gái sau khi ra trường ít nhiều sẽ phải trải qua một quãng thời gian khó khăn, đồng vào đồng ra không tương xứng, mong ước xa rời thực tế. Trong phạm vi điều kiện kinh tế cho phép, họ mua một số đồ tốt tinh xảo để tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc vất vả, xoa dịu cảm giác thất tình, thất vọng. Làm vậy không có gì sai, miễn là bạn có thể đảm bảo chi tiêu ở mức độ vừa phải. Tôi có đọc một vài bài phỏng vấn và hồi ký của người thành công. Sau khi họ đạt được thành công trong sự nghiệp, những ham muốn vật chất sẽ tăng lên. Ban đầu họ sẽ thấy rất thỏa mãn, nhưng sau một thời gian, họ nhận ra vật chất rất khó đem lại cảm giác hạnh phúc mà bản thân mong muốn. Do đó, rất nhiều người cắt giảm dần nhu cầu vật chất. Tôi cho rằng, trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến, giai đoạn mà ham muốn vật chất vẫn tăng cao, có lẽ là quá trình mỗi người ắt phải trải qua. Tuy vậy, một khi tốc độ tiêu tiền nhanh hơn tốc độ kiếm tiền, chỉ vì một chốc sung sướng, không ngần ngại giật gấu vá vai, vì khuôn mặt mà hy sinh sức khỏe, sống xa hoa bằng cách tiêu trước trả sau, vay lãi hay dùng thẻ tín dụng, toàn dùng câu biết tiêu mới biết kiếm để tự thôi miên, lối sống này không thể thuyết phục được tôi. Những ngày chưa giàu đã đòi sang, thấu chi tương lai liệu có thể tiếp diễn mãi được không? Bạn có chắc chắn sẽ không bị ham muốn tiêu tiền dâng cao, bắt bạn làm con tin và ép bạn đi làm những việc bản thân không khống chế được hay không? Đáng sợ hơn là có một số người sẽ bị thói quen mua hàng hiệu, ném tiền qua cửa sổ thuần hóa. Khi gặp phải khó khăn, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là đi giải quyết vấn đề, tự mổ xẻ phân tích, mà dùng cách đơn giản nhất, thô bạo nhất để làm bản thân vui. Khi các cô gái ấy cãi nhau với bạn trai, không đi sâu phân tích nguyên nhân mà chỉ cần mua cho cái túi hàng hiệu, liền cho qua chuyện. Bị lãnh đạo mắng cho một trận, không tự xem xét lại lỗi lầm của bản thân, mà lại đi mua một lọ serum để bản thân quên đi tất cả. Người ta đi một ngày đàng, học một chàng khôn, vấp ngã một lần, đổi lại sự trưởng thành. Còn họ vừa vấp ngã, liền mua một thứ đồ, chứ không tự xem xét lại bản thân. Một trong những người bạn học của tôi khi lên năm nhất đại học, người nhà cô ấy gặp tai nạn, bên chịu trách nhiệm đã bồi thường mấy trăm nghìn nhân dân tệ. Kể từ đó, quan điểm sống của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn khác. Thấy rằng không cần phải sống mỗi ngày như thể, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời.
nhất định không được để chuyện ngoài ý muốn đến sớm hơn cả ngày mai. Trong thời gian đi học, cô ấy vung tiền hào phóng, dùng tổ yến trưng sẵn, thích là xách ba lô lên đi du lịch, chi tiền không do dự, mua sắm những sản phẩm mới vừa ra mắt. Trong quá trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, cô ấy một mình thuê căn chung cư ở trung tâm thành phố, trong khi tất cả chúng tôi thuê chung phòng để tiết kiệm tiền, mua thẻ tập thể dục trong một câu lạc bộ cao cấp, không vội gửi hồ sơ xin việc hay tìm việc. Vài năm sau, tôi đã dành dụm được khoản trả trước cho một căn nhà nhỏ, còn cô ấy về cơ bản đã tiêu xài hết khoản tiền bồi thường. Giờ đây, thu nhập của cô ấy khó có thể duy trì được ở mức ăn tiêu cái mặc trước đây. Cô ấy vừa thở dài, vừa hối hận. Thực ra, không thể đặt dấu bằng giữa yêu bản thân với tiêu tiền, thậm chí dấu gần bằng cũng không được. Chúng ta không nên vung tiền quá tay trước những quảng cáo phóng đại, những lời câu kéo của những chủ livestream bán hàng. Bởi sự tẩy não của người bán hàng, sự trói buộc tình cảm đều không thể định nghĩa cách mà bạn yêu thương bản thân. 2. Tôi thích quan sát những người phụ nữ thực sự biết cách yêu bản thân xung quanh mình. Họ luôn có một số điểm chung, chẳng hạn như độc lập hơn, tự tin hơn, có thể tự chăm sóc bản thân, tự tìm kiếm niềm vui và có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, không theo đuổi quá mức việc hưởng thụ vật chất. Thế giới tinh thần của họ rất phong phú. Tôi để ý quan sát một trong những người bạn xinh đẹp của tôi. Cô ấy hiếm khi nói ra những lời kiểu như phải yêu bản thân, vì sự tự sủng ái bản thân đã sớm khắc sâu vào gen của cô ấy. Tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm của cô ấy, nó thực sự có hiệu quả. 1. Sau khi xả nước nhà vệ sinh, hãy squat vài cái như một phản xạ có điều kiện. Trước khi đi ngủ, hãy để điện thoại trong phòng khách, không làm phiền giấc ngủ. 2. Khi bạn bận rộn đến mức luôn tay luôn chân, não bộ làm việc quá nhanh, hãy nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút, hoặc đảo mắt qua lại liền xuống. 3. Nếu ngày nào cũng phải tăng ca, không có thời gian tập thể dục, thay vì đi thang máy, hãy chuyển sang đi cầu thang bộ. Ngay cả khi đi thang máy, cũng siết cơ mông để đường cong cơ thể rõ nét hơn. 4. Khi mua đồ, phải chú trọng chất lượng và độ thân thiện với làn da của quần áo. Độ an toàn của sản phẩm chăm sóc da quan trọng hơn nhiều so với mức độ nhận diện thương hiệu của sản phẩm. 5. Cô ấy rất thích mua sắm, nhưng hiếm khi vung tay quá chán. Khi còn học thiết kế thời trang ở Thượng Hải, giáo viên yêu cầu cô ấy và các sinh viên khác đi thử đồ ở các trung tâm mua sắm, không được mua vội mua vàng. Cách này không chỉ giúp họ hiểu hơn về phong cách của bản thân, che lấp khuyết điểm và phát huy ưu điểm, mà còn có thể tránh được tình trạng tiêu tiền sai chỗ một cách điên khùng. Nếu chúng ta trong cuộc sống hàng ngày làm tốt những việc nhỏ trên đây, nó sẽ như một khoản đầu tư chắc chắn và đáng tin cậy vào việc cải thiện sức khỏe, cơ thể và tâm trạng. Đó mới là yêu bản thân. Còn những người bình thường, không sử dụng kem chống nắng, nhưng lại làm loạn lên đòi mua những loại kem dưỡng da đắt tiền ở những quầy giới thiệu và bán sản phẩm. Những người không hay tập thể dục, nhưng lại hy vọng rằng khi mua những bộ đồ đắt đỏ với thiết kế 3 chiều có thể che giấu được da thịt để trông gầy hơn. Những người ngày ba bữa ăn uống bừa bãi, nhưng nghĩ rằng mua một vài chai sản phẩm chăm sóc sức khỏe bán chạy từ nước ngoài về là có thể cứu cánh cho họ. Những người lúc thường chẳng có hành động nào để chứng tỏ yêu bản thân, chỉ khi quẹt thẻ ở cửa hàng mới nghĩ là cần yêu thương lấy bản thân. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn thực sự có thể lừa dối nổi chính mình hay không? Cũng có những cô nàng thiếu tính độc lập trong tình yêu, suốt ngày buồn bã, không hứng thú, không vị kỷ. Thế thì cho dù ngưỡng cửa yêu bản thân có thấp đến đâu cũng không thể bước chân tới. Cách để xoa dịu tinh thần không chỉ có mỗi suối nước nóng, massage hay spa, đọc một lượt những tác phẩm trong danh sách đạt giải Booker Prize hay giải Nobel văn học cũng sẽ rất có hiệu quả. Cách xả stress không chỉ đơn giản là mạnh tay sắm túi sách, mà hẹn dăm ba người bạn ra công viên thưởng hoa, thưởng trăng cũng có thể khiến phiền não tự động tan biến. Cảm giác an toàn có được nhờ cải thiện kỹ năng của bản thân, tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Duy trì những thói quen sống kỷ luật và lành mạnh, tâm trạng ổn định và lạc quan, tất cả những điều hữu dụng và thực tiễn hơn nhiều so với việc chỉ tiêu tiền.
Trong khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình của Chaplin, tôi đặc biệt yêu thích đoạn thơ sau. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi ngừng lấy cắp thời gian của bản thân và tôi lập nên những dự án lớn lao cho tương lai sắp đến. Ngày hôm nay, tôi chỉ làm những gì mang đến cho mình niềm vui và hạnh phúc. Những thứ tôi thích làm và khiến trái tim tôi hoan ca. Và tôi làm những điều đó theo cách của mình và nhịp điệu của mình. Chú thích: Sir Charles Spencer Chaplin, Junior KBE, sinh năm 1889, mất năm 1977, nam diễn viên, nhà làm phim và nhà soạn nhạc người Anh nổi tiếng trong kỷ nguyên phim câm. Hết chú thích. Trong mắt tôi, cuộc sống đẹp nhất là làm chủ được cả quá khứ và tương lai. Đối với quá khứ, hiện tại là tương lai của quá khứ, là sẽ có một ngày mà ta luôn mong mỏi. Bây giờ nghèo đói, khốn khổ, tức là tôi đã phụ những nỗ lực và cố gắng trong quá khứ. Còn đối với tương lai, bây giờ là quá khứ của tương lai, là giá như ban đầu mà tôi ngày đêm nghĩ đến. Bây giờ tiêu hoang, ắt sẽ thấu chi hết sự tốt đẹp và hy vọng của tương lai. Việc yêu thương bản thân luôn ở trong trạng thái tiếp diễn, giống như Albert Camus từng nói. Sự rộng lượng thật sự đối với tương lai chính là đem tất cả cống hiến cho hiện tại. Chú thích 1. Đoạn thơ được trích từ bản dịch của Minh Phan Lê. 2. Albert Camus, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1913, mất ngày 4 tháng 1 năm 1960, là nhà văn, triết gia, nhà báo người Pháp nổi tiếng. Hết chú thích. Những cô gái thực sự trải đời đều là những nhân vật lợi hại. 1. Sau khi tan sở, một nhóm đồng nghiệp cùng nhau đi ăn. Trong lúc chờ món ăn, chúng tôi bàn tán về việc một đồng nghiệp nữ tên Lam xin nghỉ phép năm để đi du lịch. Ai đó đã nhấp vào khoảnh khắc WeChat của cô ấy. Một bài đăng gần đây là 9 bức ảnh cô ấy bay nhảy ở biển ở nước ngoài. Gạt lên bài trước là ảnh tự sướng của cô ấy khi ở bảo tàng và lúc tản bộ ở ngõ cổ. Gạt lên bài trước nữa là tác phẩm cô ấy tham gia vẽ tranh chỉ màu vào cuối tuần. Chúng tôi hăng say xem hết một lượt trang khoảnh khắc của Lan, chỉ trách chức năng hạn chế, chỉ hiển thị bài đăng nửa năm gần đây của WeChat. Một đồng nghiệp cảm thán, cho rằng khí chất và phong thái của Lam thoạt nhìn đã thấy ngay là người trải đời từ bé. Sau đó một câu chuyện phiếm đã thay đổi hướng của cuộc trò chuyện. Mọi người không biết à, gia đình Lam cũng khá, bố cô ấy là... Nói trắng ra thì trong lòng tôi thấy rất phản cảm mỗi khi nghe thấy những luận điệu chú trọng yếu tố bên ngoài mà quên mất yếu tố bên trong kiểu như này. Có hai nguyên nhân, một là gạt bỏ năng lực và sự ham học hỏi của bản thân Lam sang một bên, đem hết công lao quy về điều kiện kinh tế và nhận thức của bố mẹ cô ấy, giúp cô ấy được xem nhiều, hiểu rộng. Hai là khiến nhiều cô gái từ nhỏ chưa được đi đây đi đó càng thêm tự ti về bản thân, dường như tất cả đều là lỗi của bố mẹ. Theo tôi thấy, bố mẹ chỉ có thể cho con cái tấm vé qua cổng bước vào đời. Sau khi được đưa vào trong, số lượng người có thể đạt đến cảnh giới nhìn thấy đất trời, nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy chính mình thực sự rất ít. Đa phần mọi người chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa, đuổi hình bắt bóng những thứ náo nhiệt bên ngoài. Vào đời và trải đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 2. Lương Vượng Nghi là người phụ nữ kiệt xuất, vừa là nhà văn, vừa là doanh nhân. Trong mắt tôi, cô ấy là một nhân vật lợi hại thực sự trải đời. Cô từ nhỏ đã được chứng kiến những thăng trầm của thế giới thương trường, nhưng sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, cô ấy lại khiêm tốn nói bản thân: không hẳn tôi có trình độ tu dưỡng cao về văn chương. Khi lớn lên, trong một buổi họp lớp, cô nghe mọi người phàn nàn rằng khó tìm được người giúp việc, nên cô đã thành lập cơ quan giới thiệu lao động Philippines đầu tiên để giới thiệu người giúp việc Philippines cho các gia đình Hồng Kông. Sau khi ly hôn, cô vẫn đánh giá cao tài năng của chồng cũ là Hà Văn Hối. Tiểu thuyết của cô ấy đã được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình dài tập. Nhiều bài nhạc phim là do chồng cũ của cô sáng tác. Tôi từng viết: tôi nhớ năm 8 tuổi, gia đình khó khăn, mẹ tôi mỗi bữa dù có ăn cơm thừa canh cặn, cũng phải để chồng và con gái quần áo tươm tất, phong thái chỉn chu trước mặt người khác.
bố tôi còn tha thiết đề nghị chủ tịch ngân hàng nơi ông đương chức rằng ông tình nguyện bỏ cơ hội tăng lương hàng năm, chỉ hy vọng chủ tịch ngân hàng với tư cách là bậc chú bác có thể đưa con gái của ông đến buổi giao lưu xã hội. Để con gái có cơ hội tăng hiểu biết, mở rộng tầm mắt, học tập lễ nghi, luyện tập ứng phó. Thêm vào đó, bố mẹ tôi liên tục khuyến khích tôi tham gia các cuộc thi diễn thuyết và hùng biện thời còn đi học. Còn nói với tôi rằng điều họ muốn tôi giành được không phải là huy chương mà là kinh nghiệm. Một người có thể nói năng tự tin, có chừng mực, có nội hàm, có tư tưởng chắc chắn sẽ giành được thắng lợi, đến đâu cũng thuận lợi. Bố mẹ cho cô ấy cơ hội được trải đời nhưng có thể học hỏi, hiểu lễ nghi hay không, biết ứng phó hay không, có sâu sắc hay không là do năng lực của bản thân cô ấy. Lương Phượng Nghi đưa những điều cô ấy mắt thấy tai nghe và những trải nghiệm vào trong tiểu thuyết của mình, đem kinh nghiệm và trí tuệ dồn vào việc kinh doanh, đem sự khoáng đạt và khiêm tốn khảm vào trong tính cách. Theo tôi thấy, bố mẹ dắt ta bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, việc tu hành ra sao là nằm ở chính bản thân mình, biến những trải nghiệm thành tri thức, thể hiện chúng ở các phương diện học thức, tư tưởng và tu dưỡng mới thực sự là người có tầm nhìn rộng. 3. Tôi có lần được phỏng vấn một nhà khởi nghiệp tên Trương Manh. Trong cuộc trò chuyện, cô ấy rất cảm kích vì từ nhỏ đã được mẹ đưa đi trải nghiệm khắp nơi. Hồi nhỏ, cô ấy được mẹ đưa đi ăn đồ Tây, đồ Nhật hoặc đồ Thái. Vừa ăn vừa dạy cô các phép tắc trong ăn uống, từ văn hóa ẩm thực đến văn hóa vùng miền, để cô ấy ngay từ nhỏ đã được biết đến sự muôn màu muôn vẻ của thế giới bên ngoài. Bây giờ cô ấy đã đi qua hơn 40 quốc gia, những kiến thức học được từ đó đã thấm nhuần vào khí chất của cô ấy. Hồi còn nhỏ, lúc đi học tiếng Anh, mẹ cô cũng dắt cô ấy theo. Xung quanh đều là người lớn, thấy cô ấy không hứng thú, mẹ cô ấy muốn khơi gợi sự hứng khởi ở cô nên đã thuê một phòng học kế bên, mời giáo viên dạy cô vẽ tranh. Sau khi trưởng thành, Trương Manh đã sáng lập ra các thương hiệu giáo dục như Khả năng lãnh đạo Lead và Trạm tiếp sức sau giờ tan học. Trương Manh lúc bé yêu thích những màn biểu diễn piano trên TV. Mẹ cô ấy liền cùng cô ấy học chơi piano. Mỗi lần trước khi tập đàn, hai mẹ con đều đặn ăn diện thật đẹp. Mẹ cô ấy còn dẫn lời: sau đây, xin mời bạn nhỏ Trương Manh lên biểu diễn. Sau đó, cô ấy xách nhẹ váy lên, cúi chào trái phải rồi ngồi xuống biểu diễn. Điều này đã giúp cô ấy khi lớn lên có thể làm chủ sân khấu. Mặc dù hiểu rõ thành tích khi lớn lên của cô ấy có liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu, nhưng tôi nghĩ rằng có rất nhiều chuyện trong đời bạn phải tự mình cố gắng mới có thể trải nghiệm được. Nhưng mức độ tàn nhẫn với bản thân của những người thực sự trải đời thật đáng kinh ngạc. Lấy Trương Manh làm ví dụ, cô ấy đã được trao quán quân cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc Voice of Com của APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, khi còn học đại học. Sau đó được cùng các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị cấp cao APEC, trải nghiệm này cũng trở thành điểm khởi đầu cho công việc kinh doanh của cô sau này. Vốn tiếng Anh của cô ấy tốt như vậy là nhờ sự tích lũy 1.000 ngày nên khu rừng nhỏ. Hồi năm nhất đại học, tiếng Anh của cô ấy cũng đứng chót. Để học tốt tiếng Anh, cô buộc mình trong vòng 3 năm phải hoàn thành quy luật 10.000 giờ. Cô ấy dậy lúc 5 giờ mỗi sáng và đến khu rừng nhỏ của mình để đọc tiếng Anh. Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thấu xương mà cô ấy vẫn kiên trì suốt 1.000 ngày dù mưa hay nắng. Dù gia đình khá giả, nhưng năng lực của phụ huynh chưa chắc giúp cô ấy được cùng lãnh đạo nhà nước ra nước ngoài. 3 năm liên tiếp xuất hiện trên màn hình lớn quảng trường thời đại ở New York, được cầm đuốc Olympic và được trao tặng danh hiệu biểu ngữ đỏ ngày 8 tháng 3. Nhiều lần tham dự hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC và diễn đàn BOA, được gặp những người nổi tiếng như Hillary Clinton và David Cameron. Trương Manh từ bé đã được bố mẹ đưa đi trải nghiệm. Sau này lớn lên, cô ấy tiếp tục đón nhận lấy thanh tiếp sức ấy, nỗ lực nâng tầm bản thân. Sự trưởng thành của cô, suy cho cùng vẫn dựa vào sự nỗ lực đấu tranh của chính bản thân cô. Chú thích: biểu ngữ đỏ ngày 8 tháng 3, danh hiệu vinh dự do Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc trao tặng cho những người phụ nữ lao động xuất sắc vào ngày 8 tháng 3 hàng năm. Hết chú thích. 4. Nếu hồi nhỏ, bố mẹ không đưa bạn đi trải nghiệm khắp nơi, khi lớn lên bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội tự mình đi trải nghiệm.
tôi từng nghe bài diễn thuyết của Lãnh Hạ, cố vấn tiếp thị một công ty mạng xã hội. Cô ấy kể sau khi đi làm, thời gian nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ về cơ bản đều dùng để đi đây đi đó, mở rộng tầm mắt. Ví dụ, tham gia workshop đồ ăn vặt thế giới, đánh giá xem đồ ăn vặt nào vừa ngon, vừa đẹp, lại có giá cả hợp lý. Tham gia cuộc thi ngồi ngẩn người trong vòng 2 giờ đồng hồ không được nói, không được làm gì, không được nghịch điện thoại, chỉ ngồi ngẩn người ra. Quay những video kỳ cục, trong đó có một chủ đề là làm MC cho tang lễ của chính mình. Hồi tưởng lại quá khứ một cách thật chi tiết, đi du lịch khắp nơi. Có một lần khi ở Mỹ, cô bắt gặp những kỹ sư công nghệ đóng giả thành các nhân vật trong phim Star Wars. Mặc dù cô kể là cô ấy đi chơi, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đang đi trải nghiệm cuộc sống. Chúng ta nên đi đây đi đó, xem nhiều, kết bạn nhiều hơn, năng tham gia các hoạt động. Những tư duy, kiến thức thu hoạch được từ những trải nghiệm có thể giúp cải thiện công việc và cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Nếu bạn khóc lóc vì hồi bé không được đưa đi trải nghiệm, rất có khả năng bạn vẫn sẽ đánh lỡ mất cơ hội trải nghiệm khi lớn lên. Thời điểm tốt nhất để một người trải nghiệm cuộc sống là thời thơ ấu. Thứ đến là hiện tại. 5. Đối với việc trải nghiệm cuộc sống, người giàu có cái tiện của người giàu, người nghèo cũng có cách thức của người nghèo. Tôi có quan sát một cô gái đi du học ở nước ngoài về. Bố mẹ cô ấy sau khi về hưu vẫn đi làm vất vả để chu cấp cho cô ấy du học ở nước ngoài. Nhưng sau khi về nước, cô ta lại khinh thường bố mẹ của mình, chê bai họ không biết nói tiếng nước ngoài. Cô ta không tìm được việc, suốt ngày so bì với người khác và hưởng thụ cuộc sống. Cô ấy có một đặc điểm là tự tin lớn hơn năng lực, cảm xúc vượt qua cả bản lĩnh. Có những người cho dù được ra ngoài trải nghiệm một vòng, những gì thấy được cũng chỉ là trải nghiệm giả, vì họ thiếu năng lực biến những thứ được trông thấy thành kiến thức và hành động. Bởi rốt cuộc thì thứ quyết định tầm nhìn rộng hẹp không chỉ có con số trong tài khoản mà còn ở năng lực lĩnh ngộ và tư duy. Một người bạn cùng ký túc xá khác của tôi trước khi lên đại học chưa từng rời khỏi quê nhà của mình, một thành phố cấp tỉnh, sinh hoạt phí chủ yếu dựa vào làm lụng chăm chỉ và tiền học bổng. Nhưng cô ấy rất thích đọc sách, giỏi quan sát và chăm chỉ hiếu học. Tôi từng bắt gặp cô ấy ôm quyển sách Lễ nghi trong kinh doanh, vừa xem vừa thực hành theo. Bắt gặp cô ấy phân tích chi tiết phim trên blog sau khi xem hết bộ phim Mỹ. Bắt gặp cô ấy tìm đến hướng dẫn viên bảo tàng để tìm lời giải đáp cho những nghi hoặc của bản thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đã giành được học bổng toàn phần sang châu Âu học cao học. Có những người tuy điều kiện gia đình không khá giả lắm, vẫn có thể kết nối chặt chẽ với thế giới bên ngoài thông qua sự hiếu kỳ và trí tiến thủ. Mặc dù tầm nhìn của phụ huynh và điều kiện kinh tế gia đình đều là những nhân tố có tầm ảnh hưởng, nhưng bản thân mới là nhân tố quyết định. Theo tôi thấy thì cách thức tư duy của những cô gái có kiến thức chính là điểm sáng rõ nhất ở họ. Cùng một chuyện, họ sẽ so sánh nhiều mặt để có thể nhìn rõ bản chất vấn đề thông qua hiện tượng. Cùng một quan điểm, họ sẽ suy xét từ cả ba lập trường, ủng hộ, phản đối và trung lập. Mong bạn sẽ đọc được vạn cuốn sách, đi được vạn dặm đường, rèn luyện để trở thành một cô gái thực sự trải đời. Trong mắt có tia sáng, trong lời nói có định hướng rõ ràng, ngọn lửa hiếu kỳ không bao giờ bị dập tắt. Sự nhiệt tình luôn luôn rực cháy, trên người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, thấy chuyện lạ vẫn bình tâm, gặp biến cố không kinh sợ, thấy việc nhỏ thì suy ra được việc lớn, thấy người giỏi thì gắng học theo. Không bị giới hạn bởi những điều tầm thường, không bị mắc kẹt trong trần tục, vào một ngày không xa, bạn sẽ làm mọi người và thời gian kinh ngạc. Hết chương 1. Đừng bao giờ xem thường một người phụ nữ vừa bận rộn vừa xinh đẹp.